Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1551, Diệp Huyên này không đơn giản chút nào. Diệp Huyên cười, Đường cô nương và ta đã tự quyết định chuyện chung thân, Lão Nhạc, từ giờ trở đi, chúng ta đã là người một nhà rồi. Lão Nhạc giận dữ quát, đừng có nhảm nhí, ngươi. Lúc này, Đường Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Hiện tại, tu vi của Đường Thanh đã bị phong bế rồi. Cũng không phải do tháp giới ngục làm, mà là tầng thứ 6 làm. Ở trong tháp giới ngục có thể phong bế được Đường Thanh, nhưng sau khi ra ngoài, tháp giới ngục không làm gì được cả. Chỉ cần vào tháp, tầng thứ 6 sẽ có thể ra tay, còn ở bên ngoài thì tầng thứ 6 sẽ không ra tay, theo lời của y là y không muốn thu hút sự chú ý của thiên đạo tứ duy. Cho dù thế nào thì bây giờ cũng là, chỉ cần ai vào tháp, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Đường Thanh, giơ tay trái ôm lấy eo Đường Thanh, cười nói, Lão Nhạc, trở về nói với nhạc phụ tương lai, ta và Thanh Nhi thật lòng yêu nhau, bảo ông ta đừng chia rẽ chúng ta. Tránh để người ngoài chê cười. Lão Nhạc giận dữ, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, Thanh Nhi đã có thai, nói với nhạc phụ tương lai của ta, một khi đứa trẻ sinh ra, chúng ta sẽ trở về thăm ông ta, bảo vật đó, coi như là xính lễ của Diệp Huyên ta. Lão Nhạc giận run người, lão ta còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyên đã mang theo Đường Thanh biến mất rồi. Lão Nhạc vừa định đuổi theo, giọng nói của Đường Thanh đột nhiên vang lên trong đầu lão ta, đừng đuổi theo. Lão Nhạc dừng lại, lúc này, sắc mặt lão ta vô cùng khó coi. Mà rất nhiều cao thủ trốn xung quanh thì đều ngơ ngác. Diệp Huyên này là con rể của Đường tộc. Bảo vật đó đã được tặng cho Đường tộc làm xính lễ rồi ư? Đang diễn tuồng gì vậy? Có vài người tin, có vài người không tin, cho dù thế nào, tình huống bây giờ cũng trở nên phức tạp hơn, cao thủ muốn tấn công Diệp Huyên bắt đầu do dự, có người còn tạm thời từ bỏ ý định tấn công Diệp Huyên, chuẩn bị quan sát. Đương nhiên cũng có một vài người phát hiện tình huống có gì đó không đúng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong phủ thành chủ, ông lão bên cạnh Liễu Sĩ Bạch trầm giọng nói, Đường Thanh bị khống chế rồi. Liễu Sĩ Bạch gật đầu, Diệp Huyên này không đơn giản chút nào. Ông lão đang muốn đáp lời, lúc này, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên nhìn về phía không trung, người của Liên Minh Trật Tự đến, tiếc là đến muộn một chút rồi. Hắn ta vừa nói xong, mấy cao thủ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của phủ thành chủ. Trên một dãy núi cách Trật Tự thành mấy chục dặm, Diệp Huyên tìm thấy một thác nước, hắn ngồi xuống cạnh đầm nước, Đường Thanh đứng ở chỗ cách hắn không xa. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, người muốn người đời chuyển tầm mắt đến Đường tộc ta. Diệp Huyên gật đầu. Chương 1552. Người đứng sau ngươi trong lời đồn ư. Đường Thanh hờ hững nói, kẻ nào không có đầu óc chắc sẽ tin ngươi, nhưng những kẻ có đầu óc kia, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin ngươi sao? Diệp Huyên cười nói, người của cô tạm thời không đến làm phiền ta là đủ rồi. Hoặc là các người và những người khác chỉ cần đến tìm một mình ta thôi. Đường Thanh híp mắt, ngươi là muốn gây thù, mong tất cả mọi người đều tập trung vào ngươi, như vậy sẽ không có ai quan tâm đến muội muội ngươi ở thần võ thành nữa. Diệp Huyên cười một tiếng, không nói gì. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, ả ta đi tới ngồi xuống ở chỗ cách hắn không xa, thả hai chân vào trong nước, nhẹ nhàng đung đưa. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hắn không để ý đến Đường Thanh, bây giờ ả ta không có cách nào chạy trốn cả. Cấm chế của tầng thứ 6, trừ khi là cao thủ trên đạo cảnh, nếu không hoàn toàn không giải được, cho dù trên đạo cảnh cũng chưa chắc có thể giải. Đường Thanh đột nhiên hỏi, ai là người hạ cấm chế với ta? Diệp Huyên cười, một vị tiền bối. Đường Thanh híp mắt, người đứng sau ngươi trong lời đồn ư. Diệp Huyên lắc đầu, không phải, một vị tiền bối ở trong tháp này. Đường Thanh nhíu mày, tháp kia của ngươi đang nhốt người ta à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Đường Thanh trầm giọng, bọn họ mạnh bao nhiêu? Diệp Huyên đáp, nếu ra ngoài, tiêu diệt Đường tộc của cô là không thành vấn đề. Đường Thanh lắc đầu, ngươi không hiểu gì về Đường tộc của ta cả. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, tiền bối, với thực lực của người có thể tiêu diệt Đường tộc này không? Nói rõ một chút, có lẽ Đường tộc này rất mạnh. Tầng 6 im lặng một lát rồi nói, có phải ngươi cảm thấy ta rất yếu không?
Diệp Huyên ngây người, sau đó lắc đầu, đương nhiên là không. Tầng 6 lại hỏi, vậy vì sao ngươi lại hỏi ta vấn đề này? Ngươi chỉ cần hiểu một điều, đó là ta bị giam ở tầng 6, còn cao thủ của đường tộc gì kia thì đang thong dong ở bên ngoài kia kìa. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài vẫn có nhân tài mà. Tầng 6 đáp, đương nhiên, nhưng cao thủ chân chính sẽ không xuất hiện ở vũ trụ này. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Tầng 6 giải thích, vì vượt qua vũ trụ này cũng sẽ bị thiên đạo của nó bài xích, người có biết thế nào là thiên đạo không? Thiên đạo. Diệp Huyên lắc đầu, không rõ lắm. Tầng 6 nói, là linh hồn của vũ trụ này. Diệp Huyên hỏi, lợi hại không? Tầng 6 châm chọc, không lợi hại, sau này ngươi có thể thử đi nghịch thiên. Diệp Huyên đen mặt, ta tin người mới sợ. Lúc này, Đường Thanh chợt cất lời, thực lực của vị tiền bối kia đúng là rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cảm thấy hắn có thể chống lại đường tộc ta sao? Nếu có thể thì vì sao hắn lại chui đầu rụt cổ trong tháp chứ? Diệp Huyên nhìn Đường Thanh, Đường cô nương, cô không cần dò xét nữa. Vì ta có nói thực lực thật sự của vị tiền bối kia cho cô thì cô cũng không tin. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, ngươi cứ nói, ta sẽ tin. Chương 1553, hắn lợi hại lắm sao? Diệp Huyên cười, vị tiền bối này bị giam trọng bảo vật ngũ duy, Đường Thanh cô nương, cô cảm thấy y có đơn giản không? Đường Thanh im lặng. Diệp Huyên lắc đầu, không nói gì nữa, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó đưa Đường Thanh vào tháp giới ngục. Tu luyện. Bây giờ chỉ cần có thời gian hắn sẽ lập tức không ngừng tu luyện, mà năng lực của hắn ở lĩnh vực cận chiến cũng được nâng cao rất nhiều. Diệp Huyên tu luyện, Đế Khuyển vẫn ngủ ở chỗ cũ, còn Tiểu Linh Nhi thì đang chơi với linh quả của mình. Đường Thanh nhìn tháp giới ngục, rơi vào trầm tư. Ban đầu khi chưa tiếp xúc với tháp giới ngục này, ả ta cũng cảm thấy nó chỉ là một bảo vật, không thể làm hại đến đường tộc. Nhưng bây giờ, ả ta dần thay đổi suy nghĩ này rồi. Tháp này cho ả ta một cảm giác rất đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Trực giác cho ả ta biết, đường tộc không khống chế được tháp này. Nhưng muốn đường tộc từ bỏ là chuyện không thể nào. Đường Thanh im lặng một hồi rồi đi lên tầng 2, Tiểu Linh Nhi đang chơi với linh quả của mình, thấy Đường Thanh đi tới, vẻ mặt cô bé trở nên đề phòng. Với nhân loại, ngoài Diệp Huyên ra, ai cô bé cũng đều đề phòng. Đường Thanh cười khẽ, ngươi đang trồng linh quả à? Tiểu Linh Nhi gật đầu, đúng thế. Đường Thanh cười nói, sao ngươi lại đi theo một con người vậy? Rõ ràng ả ta đã nhìn ra thân phận của Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nói, hắn là người tốt, hắn sẽ không làm hại đến ta. Đường Thanh hỏi, sao ngươi biết không phải hắn đang lợi dụng mình? Tiểu Linh Nhi nhìn ả ta, có phải ngươi đang nói khích ta không? Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu, trừ khi ngươi đuổi được kẻ ở tầng 6 đi. Đường Thanh híp mắt, hắn lợi hại lắm sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, nghiêm túc nói, rất lợi hại. Đường Thanh hỏi, hắn vẫn luôn ở nơi này sao? Tiểu Linh Nhi nhìn Đường Thanh, nhân loại, có phải ngươi muốn lừa ta không? Đường Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1554. Một kiếm này nhanh như tia chớp. Tiểu Linh Nhi nói, nếu ngươi giúp ta một việc, ta sẽ cho ngươi lừa. Đường Thanh. Tiểu Linh Nhi chỉ lên tầng 6, tầng 6, ngươi đi đuổi cái tên ở tầng 6 giúp ta thì ta sẽ cho ngươi lừa, thế nào? Đường Thanh lắc đầu, ta không có năng lực này. Tiểu Linh Nhi nhún vai, vậy ta sẽ không để ngươi lừa. Nói xong, cô bé xoay người tiếp tục chơi với linh quả. Đường Thanh im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Ả ta nhanh chóng đi tới trước mặt Đế Khuyển, nhìn Đế Khuyển, ả ta hơi cau mày, sau đó, sắc mặt ả ta thay đổi, ngươi là thú hộ tộc Đế Khuyển trong truyền thuyết của thần tộc năm đó sao? Đế Khuyển mở mắt ra nhìn Đường Thanh, ngươi biết ta à? Thấy Đế Khuyển thừa nhận, vẻ mặt Đường Thanh trở nên vô cùng nặng nề, thật sự là ngươi cũng bị nhốt ở đây ư? Đế Khuyển hỏi tiếp, sao ngươi biết ta? Đường Thanh đáp, đường tộc ta có một vài ghi chép liên quan đến thần tộc. Sắc mặt Đế Khuyển hờ hững, một lát sau, nó lắc đầu rồi ngủ tiếp. Suy cho cùng, huy hoàng của thần tộc cũng đã trở thành lịch sử rồi. Lúc này, Đường Thanh lại nói, sao các hạ lại ở đây?
Đế Huyền không quan tâm đến ả ta, mà ả ta cũng không hỏi tiếp nữa, trở về tầng 1 của tháp giới ngục. Nhìn Diệp Huyền đang tập luyện với hình nhân gỗ ở phía xa, Đường Thanh im lặng suy nghĩ. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên thay đổi, sau đó, hắn lập tức rời khỏi tháp giới ngục, vừa rời khỏi, không gian trước mặt hắn nứt ra, một thanh trường thương phá rách không gian xuất hiện, đâm về phía hắn. Thương đâm tới, Diệp Huyền không hề tránh né, còn tiến lên trước một bước, đâm kiếm ra. Một kiếm này nhanh như tia chớp, đấu với trường thương sắc bén kia. Keng, thương và kiếm không ngừng chấn động, hai người liên tục lùi lại. Diệp Huyền nhanh chóng dừng lại, một người đàn ông trung niên đứng cách chỗ hắn không xa. Người đàn ông trung niên mặc trường bào bó sát người, thân thể thẳng tắp, tay phải cầm thương, đôi mắt sắc bén tựa như đao. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền một cái, đại tiểu thư ở đâu? Cao thủ Đường tộc. Diệp Huyền cười nói, nàng rất ổn, ông không cần phải lo. Chương 1555, thất bại rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, nghe nói ngươi cũng là thiếu niên anh tài, nhưng không ngờ ngươi lại lấy một nữ nhân ra làm điểm yếu uy hiếp người khác, đây không phải hành động của đại trượng phu. Diệp Huyền hờ hững nói, nghe nói Đường tộc là gia tộc lớn, nhưng không ngờ các người lại phái mấy chục cao thủ đạo cảnh đến nhằm vào một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, các người làm vậy chẳng lẽ cũng là hành động của đại trượng phu sao? Người đàn ông trung niên híp mắt lại, xem ra ngươi không định giao đại tiểu thư ra. Diệp Huyền cười nói, ta không giao ra đấy, cho ông tức chết. Khóe mắt người đàn ông trung niên khẽ giật, ánh mắt gã ta trở nên lạnh như băng, vậy ngươi đi chết đi. Dứt lời, gã ta lập tức muốn ra tay, nhưng Diệp Huyền lại xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, chớp mắt một cái đã biến mất ở cuối cánh rừng phía xa. Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi. Gã ta dẫm chân phải một cái, chạy thẳng vào trong rừng. Nhưng sau khi gã ta đi vào rừng thì Diệp Huyền đã biến mất không thấy đâu rồi. Tay phải của người đàn ông trung niên siết chặt trường thương, vẻ mặt gã ta vô cùng đề phòng. Trước khi đến, gã ta đã tìm hiểu về Diệp Huyền rồi. Người này có năng lực giết chết cao thủ đạo cảnh, không đúng, là có năng lực giết chết cao thủ đạo cảnh trong nháy mắt. Gã ta không thể coi thường Diệp Huyền. Đặc biệt là Diệp Huyền trốn trong bóng tối chơi trò ám sát. Người đàn ông trung niên không tiếp tục đi về phía trước nữa, gã ta bắt đầu lùi, lùi thẳng ra khỏi cánh rừng, sau đó, gã ta quét thần thức qua cánh rừng trước mắt, nhưng không quét thấy gì cả, sắc mặt gã ta càng nặng nề hơn. Cuối cùng, người đàn ông trung niên do dự một lát rồi chọn rời đi. Nơi nào đó trong rừng, Diệp Huyền khẽ nhíu mày, không ngờ cái tên này lại không đi vào. Nếu đối phương đi vào, hắn chắc chắn 9 phần 10 là mình có thể giết chết đối phương. Đương nhiên giao thủ chính diện hắn cũng có lòng tin, nhưng hắn không thể giao thủ chính diện, vì hắn không biết bên kia có bao nhiêu người đến. Đường tộc này sẽ không chơi đấu tay đôi với hắn. Ngoài đường tộc, còn phải cẩn thận với liên minh trật tự nữa. Thấy người đàn ông trung niên không đi vào, Diệp Huyền xoay người rời đi. Sau khi rời đi, người đàn ông trung niên trở về trật tự thành. Ở một quán trà nào đó trong thành, người đàn ông trung niên ngồi xuống, một ông lão ngồi đối diện gã ta chính là Lão Nhạc. Lão Nhạc nhìn về phía người đàn ông trung niên, thất bại rồi. Chương 1556, tên Diệp Huyền chết tiệt này chính là một tên lưu manh. Người đàn ông trung niên gật đầu. Lão Nhạc trầm giọng nói, Lâm Mục, người này không thể khinh thường. Người đàn ông trung niên tên Lâm Mục gật đầu, giao thủ với hắn một trận, thực lực của người này đã vượt qua đạo cảnh, mà nghe đồn hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy, nếu cùng sử dụng, thì cao thủ đạo cảnh hoàn toàn không phải đối thủ. Nói đến đây, gã ta nhìn Lão Nhạc, đại tiểu thư còn sống không? Lão Nhạc lắc đầu, không biết, thái độ của gia tộc thế nào? Lâm Mục trầm giọng nói, ông cũng biết đấy, đại tiểu thư có hôn ước với nhà họ Tần. Mà chuyện lần này truyền ra ngoài, nhà họ Tần và đường tộc chúng ta rất khó xử. Nói đến đây, gã ta hơi do dự. Lão Nhạc nhẹ giọng nói, còn có gì không thể nói với ta sao? Lâm Mục khẽ thở dài, nhà họ Tần vì sợ ảnh hưởng đến thể diện, e rằng sẽ. Lão Nhạc híp mắt lại, bọn họ dám. Lâm Mục lắc đầu, bây giờ đường tộc ta đang cần người, nhà họ Tần coi như trợ thủ đắc lực của chúng ta không thể không nể mặt bọn họ.
Lão Nhạc trầm giọng nói, thái độ của gia tộc thế nào? Lâm Mục nói, bảo ta tìm ra nàng, nếu đến đây, gã ta không nói tiếp nữa. Lão Nhạc xa sầm mặt. Lúc này, Lâm Mục lại nói, có lẽ nhà họ Tần cũng đã phái người ra, mà mục đích của bọn họ. Lão Nhạc lạnh lùng nói, sao bọn họ dám? Lâm Mục lắc đầu, chúng ta phải tìm thấy đại tiểu thư trước, nếu không, có lẽ gia tộc sẽ ngầm cho phép nhà họ Tần. Lão Nhạc nổi giận, tên Diệp Huyên chết tiệt này chính là một tên lưu manh. Ban đêm, trong dãy núi tối tăm, Diệp Huyên ngồi tựa vào một gốc đại thụ, trước mặt hắn là một đống lửa, hắn đã dùng khí hỗn độn bao phủ không gian xung quanh. Đường Thanh ngồi đối diện hắn. Diệp Huyên nướng một con gà rừng vàng óng, mùi thơm bay lên. Đường Thanh đột nhiên hỏi, sao ngươi không hỏi ta vì sao hắn lại tìm thấy ngươi? Diệp Huyên nói, ngoài cô ra, còn ai khác làm được à? Đường Thanh nhìn Diệp Huyên. Vậy ngươi cứ thế bỏ qua sao? Diệp Huyên cười, ta không quan tâm cô dùng cách gì thông báo với cao thủ của Đường tộc, ta cho cô thêm một cơ hội nữa, cô có cơ hội lần hai, nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ ba đâu. Chương 1557, Nhất Kiếm Vô Lượng. Đường Thanh hờ hững nói, người đưa ta theo chỉ khiến tình cảnh của mình càng phiền phức hơn thôi. Diệp Huyên lắc đầu, có cô hay không, tình cảnh của ta vẫn sẽ rất phiền phức. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi thông minh hơn người, nếu chịu từ bỏ bảo vật này, ngươi. Diệp Huyên cười ngắt lời, Đường Thanh cô nương, dù bảo vật này không phải của ta, nhưng trước mắt thì nó đúng là của ta, các ngươi cướp đồ của ta còn ra vẻ nói muốn tốt cho ta, có phải mặt dày quá rồi không? Thứ hai, ta cũng nói với cô rồi, thứ này không phải ta không muốn đưa ra, mà là nó bây giờ đã gắn liền với ta muốn đưa ra, nó cũng không chịu. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi định thế nào, đối đầu với cả thế giới à? Diệp Huyên lắc đầu, đây không phải mong muốn của ta, nếu cả thế giới muốn đối đầu với ta thì ta cũng hết cách, nên giết thì giết, nên chạy thì chạy. Mí mắt Đường Thanh giật giật, ngươi điên rồi sao? Ngươi từng giết Đường tộc ta ư? Ngươi từng giết Liên Minh Trật Tự ư? Ngươi từng giết Yêu tộc ư? Diệp Huyên nhún vai, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm gì? Đầu hàng. Cầu xin các ngươi bỏ qua cho ta à? Thật ra không phải hắn không muốn từ bỏ tháp giới ngục. Mà bây giờ tháp này đã đi theo hắn, nối liền với thần hồn của hắn, nếu tháp này không tự nguyện giải trừ liên kết với hắn, một khi nó xảy ra chuyện gì, hắn sẽ là người chết đầu tiên. Và lại bây giờ đây là đồ của Diệp Huyên hắn, tại sao hắn phải giao ra chứ? Hơn nữa nếu giao ra thì người ta sẽ bỏ qua cho hắn à? Không. Chưa chắc những người này sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn càng chịu thua thì sẽ chết càng nhanh. Bây giờ có tháp, coi như có một lá bài tẩy, ít nhất lúc không đánh lại còn có thể lấy mạng đổi mạng. Nhưng một khi giao ra, khi đó không đánh lại thì chỉ có thể chờ chết. Có chết cũng không được giao ra. Liều mạng, đánh cược một lần, mọi thứ đều có khả năng. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bấm tay một cái. Một cái đùi gà bay đến trước mặt Đường Thanh, ả ta cũng không khách sáo, cầm lên ăn ngay. Sau khi ăn xong, Diệp Huyên tựa lên đại thụ, hắn thầm hỏi, tiền bối, phải làm thế nào mới có thể mở tầng 7? Bây giờ hắn rất muốn có được võ học có 102 ở tầng 7 kia. Nhất kiếm vô lượng. Nếu lấy được võ học đó, năng lực tự vệ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 1558. Kỵ binh Đường tộc các cô là thí đạo. Tầng 6 đáp, đạo tắc. Nếu ngươi có thể tìm thấy đạo tắc tầng 7 thì ngươi sẽ có thể đi vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta tìm thấy đạo tắc tầng 9, có phải ta sẽ có thể đi vào tầng 9 không? Tầng 6 đáp, theo lý thuyết thì đúng là có thể. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, vì sao lại là theo lý thuyết? Tầng 6 đáp, ngươi mở tầng 9 làm gì? Tự tìm đường chết à? Diệp Huyên, tầng 6 lại nói, quên tầng 5 rồi ư, hay là ta quá dễ nói chuyện, khiến người cảm thấy những người bị giam trong tháp này đều rất dễ nói chuyện. Diệp Huyên đổ mồ hôi lạnh. Đúng thế, hắn suýt quên mất chuyện này. Dù tầng 6 dễ nói chuyện, nhưng lúc đầu giản tự tại và tầng 5 kia đều rất khó khăn. Đặc biệt là tầng 5, suýt chút nữa đã giết chết hắn rồi. Mà tầng 7 này cũng chưa chắc sẽ không gặp nguy hiểm.
Tầng 6 lại nói, cố gắng đi trên con đường của ngươi một cách vững vàng đi. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, dường như hắn nhớ đến điều gì, nhìn về phía Đường Thanh, Đường cô nương, đạo cảnh có phân biệt gì không? Hắn phát hiện, mình đã gặp một vài cao thủ đạo cảnh, nhưng trong những cao thủ này có yếu, cũng có rất mạnh. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết à? Diệp Huyên gật đầu, không biết. Đường Thanh giảng giải, đạo cảnh chia làm ba loại, thí đạo, chi đạo, chứng đạo. Thí đạo là biết đến sự tồn tại của đạo, còn chi đạo là có hiểu biết nhất định với đạo, mà chứng đạo chính là đã hiểu rõ rồi. Diệp Huyên lại hỏi, kỵ binh đường tộc các cô là thí đạo. Đường Thanh đáp, những kỵ binh đến đây lần này đều là thí đạo cảnh, nhưng thực lực của bọn họ đều là chất lượng, những cao thủ thí đạo cảnh bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh. Mà kỵ binh của đường tộc ta chia làm ba loại, kỵ binh chứng đạo cảnh, kỵ binh thí đạo cảnh, còn có kỵ binh cấp cao hơn. Nói xong, ả ta nhìn Diệp Huyên. Ba loại thiết kỵ binh đường tộc không cùng cấp bậc. Nữ nhân này đang chứng minh với mình đường tộc mạnh đến mức nào. Diệp Huyên lại hỏi, vậy Mục Phong Trần và võ vấn của thần Võ Thành lúc trước thuộc cấp bậc gì? Chương 1559, yêu tộc không dám đánh lại à? Đường Thanh đáp, chỉ đạo cảnh. Diệp Huyên hỏi tiếp, Việt Vô Trần thì sao? Đường Thanh nói, vẫn là chỉ đạo cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, nhưng thực lực của lão vượt xa võ vấn và Mục Phong Trần mà. Đường Thanh giải thích, vì lão còn một thân phận khác, kiếm thánh siêu phàm. Kiếm thánh siêu phàm này tương đương với chứng đạo cảnh. Nếu lão đạt đến chứng đạo cảnh, cộng thêm việc lão là kiếm thánh siêu phàm, thậm chí lão còn có thể dễ dàng vượt cấp giết chết cao thủ trên chứng đạo cảnh. Kiếm thánh siêu phàm. Diệp Huyên trầm giọng nói, đường cô nương, cô cảm thấy ở phương diện kiếm đạo ta là cấp bậc gì? Lúc trước hắn đã là đại kiếm tiên, nhưng bây giờ, cả hắn cũng không biết mình là cấp bậc gì. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, tiện thánh siêu phàm sao? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ta cũng là kiếm thánh siêu phàm sao à? Sao tiện và kiếm đồng âm? Đường Thanh gật đầu, coi là thế. Trong những người cùng cấp bậc, Việt Vô Trần kia cũng không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyên. Diệp Huyên sao lại không nghe ra mấy lời mỉa mai của Đường Thanh, lập tức sạm mặt nhưng quyết định không so đo cùng đối phương, chỉ nghiêng người tựa vào thân cây, hỏi, đường cô nương, vì sao kiếm tông và võ viện lại xa sút đến vậy? Rõ ràng trong nhìn khắp thế giới, hai thế lực này đã từng sóng vai với Liên Minh Trật Tự và Đường Tộc, cớ sao bây giờ lại kém xa đến thế? Đường Thanh lắc đầu, đó là vì ngươi không biết thời kỳ đỉnh cao của họ đấy thôi. Vào thời đó, kiếm tông chỉ kiếm đến đâu, ai dám không nể mặt. Trong tông môn họ lúc ấy có hơn 30 vị kiếm thánh siêu phàm. Khi ấy có sự kiện thánh tử yêu tộc giết chết một đệ tử kiếm tông, sau đó 16 vị kiếm thánh siêu phàm này xông vào thủ phủ yêu tộc, ép họ phải giết chết thánh tử kia. Diệp Huyên không khỏi cau mày, yêu tộc không dám đánh lại à? Đường Thanh nhàn nhạt đáp, đánh kiểu gì bây giờ? Ngươi không biết hơn 30 kiếm thánh siêu phàm hợp lại kinh khủng đến thế nào đâu, chỉ có thể dùng 4 chữ hủy thiên diệt địa để hình dung mà thôi. Hơn nữa, tông chủ kiếm tông lúc ấy sâu không lường được, lại gắn bó keo sơn với võ viện, ngươi bảo đánh thế nào bây giờ? Đánh cho diệt cả yêu tộc sao? Diệp Huyên gật gù rồi lại hỏi, còn võ viện thì sao? Đối phương trầm giọng đáp, thời đỉnh cao của võ viện có một siêu thiên tài tên Chu Á Phu, cũng là người đại diện cho thời kỳ này của họ. Võ đạo của ông ta đã đạt đến thần thông, là người ở đỉnh cao vô địch, mỗi ngày đều đi tìm người đánh nhau. Đầu tiên là yêu vương của yêu tộc, sau là tộc trưởng đường tộc chúng ta, cuối cùng còn tìm đến cả tinh chủ Liên Minh Trật Tự. Ả ta khẽ dừng lại một thoáng, còn đánh thắng nữa chứ? Diệp Huyên. Chương 1560. Có một người chắc chắn biết. Đường Thanh tiếp lời, khi ấy, chỉ một mình ông ta có thể địch lại thiên quân vạn mã, nói là thời kỳ đỉnh cao của võ viện cũng không ngoa. Diệp Huyên hỏi, thế Chu Á Phu này còn sống không? Ả ta nhẹ giọng đáp, không rõ. Chỉ biết cuối cùng ông ta đã đi đến Đông Hoang Giới, hẳn là muốn đến Thần Quốc. Còn về việc ông ta đi đâu hay đã bị giết thì không cần bận tâm. Thần Quốc lợi hại lắm sao, Diệp Huyên nhíu mày. Thấy Đường Thanh lặng thinh, hắn định nói tiếp thì đã bị ả ta ngắt lời, bọn họ suýt nữa đã thống nhất chư thiên vạn giới, người nói xem có lợi hại không? Ta có nghe chuyện này,
Diệp Huyên vội đáp, nghe nói là bị vị tinh chủ kia ngăn lại. Đường Thanh nói, có lẽ chỉ có bọn họ và vị đó mới biết chuyện gì đã xảy ra ở thần quốc năm ấy. Thấy ả ta tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Diệp Huyên mớm lời, sao vậy? Ả ta nhìn sang hắn, thôi, dù sao ta chẳng còn sống được bao lâu, đây cũng không phải chuyện không thể nói. Ngươi có biết vì sao từ sự kiện ấy trở đi, ghi chép về thần quốc và vị tinh chủ kia lại rất ít không? Khi Diệp Huyên lắc đầu, ả ta trả lời luôn, vì tinh chủ đã tử trận rồi. Tử trận ư, giọng Diệp Huyên trầm xuống. Đường Thanh gật đầu, chết thảm nữa là đằng khác, thi thể đến giờ vẫn còn bị treo ở táng thần nguyên nơi đông hoang cảnh. Đây là một sự sỉ nhục với liên minh trật tự, phàm là người trong đó, không ai là không muốn nghênh đón thi thể tổ tiên trở về. Diệp Huyên nghe mà không khỏi cau mày, không đúng, nếu tinh chủ chiến bại thì làm sao thần quốc có thể lui binh. Việc này thì lại có liên quan đến ngươi. Thấy ả ta nhìn sang, hắn lập tức sửng sốt, liên quan đến ta. Cái quỷ gì vậy? Đường Thanh thấp giọng nói, nơi đầu tiên mà bảo vật này của ngươi xuất hiện chính là táng thần nguyên trước khi hoàn toàn biệt tích. Vì vậy tổ tiên chúng ta cho rằng nguyên nhân thần quốc lui binh có liên quan đến nó, nhưng cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không rõ. Có liên quan đến tòa tháp này ư? Diệp Huyên lắc đầu, tiếc rằng tháp giới ngục không biết nói, bằng không nó chắc chắn biết được chuyện gì đã xảy ra năm ấy. Mà ngược lại, những đại thần bị nhốt trong đó lại rơi vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết gì cả. Khoan đã! Có một người chắc chắn biết. Cô gái váy trắng. Không phải nàng ấy cũng đang bị nhốt sao? Nàng ấy chắc chắn phải biết chuyện gì đã xảy ra. Chương 1561, đó chính là Diệp Liên. Bỗng Đường Thanh lại lên tiếng, cho dù thế nào đi nữa, thế hệ sau vẫn luôn nhớ đến vị cổ đạp thiên kia. Nếu không có ông ấy, thế nhân hiện nay e đã phải sống dưới ách thống trị của thần quốc rồi. Có khi cũng không phải chuyện xấu đâu. Diệp Huyên cười nói, nhưng đối phương lắc đầu, chắc chắn là chuyện xấu. Phàm là kẻ bị chinh phục ắt sẽ không được đối đãi tốt đẹp gì. Hơn nữa một khi thống nhất vạn giới, thần quốc sẽ không còn bất kỳ kẻ thù nào nữa, khi ấy chẳng khác gì đại họa với tầng lớp bị thống trị. Có lý, Diệp Huyên gật gù rồi lại hỏi, vậy thời đỉnh cao của đường tộc cô nương thì sao? Ả ta nhẹ giọng kể, lần đầu tiên là vào nghìn năm trước, khi tộc trưởng xuất chúng nhất của chúng ta xuất hiện, lần thứ hai chính là bây giờ đây. Thấy hắn ngơ ngác, ả ta mới nói, việc này thì không kể cho ngươi được. Diệp Huyên gật đầu, được, vậy ta sẽ không hỏi. Đường Thanh lại nói, thật ra thì sự sa sút của kiếm tông và võ viện không phải vì nội bộ họ có vấn đề, tất nhiên chỉ ở lúc ban đầu thôi. Bất kỳ một thế lực nào cũng có lúc hưng thịnh, có lúc suy vong, chẳng qua giai đoạn suy vong của họ không chỉ có bất ổn mà còn hãm hại nhau trong nội bộ. Như lần này chẳng hạn, vì lục đục mà họ đã lãng phí con át chủ bài lớn nhất của mình, phân thân của tổ sư. Ả ta vừa nói vừa lắc đầu, nếu bọn họ không lãng phí linh hồn của tổ sư thì ta cũng đã chẳng ồ ạt tấn công kiếm tông như thế. Từng quyết định ngu ngốc của họ đã đẩy họ đi đến bước sụp đổ này thôi. Đôi mắt ả ta bắn sang Diệp Huyên, còn một lý do khác nữa là nằm ở việc sử dụng nhân tài. Ngươi sẽ không bao giờ biết được tộc ta xem trọng nhân tài đến mức nào đâu. Chỉ cần ngươi có tài nghệ, cho dù có xuất thân, thân phận, lai lịch thế nào đi nữa cũng sẽ được chú trọng bồi dưỡng một cách hợp lý. Dĩ nhiên không có gì lớn hơn lợi ích của gia tộc, nhưng nếu như hướng phát triển của ngươi phù hợp, gia tộc sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để huấn luyện ngươi. Không chỉ vậy, chỉ cần thực lực của ngươi có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, cho dù là thân nữ nhi cũng có thể lên làm tộc trưởng. Lịch sử đường tộc ta từng xuất hiện 9 vị nữ tộc trưởng. Trong nội bộ chúng ta không tồn tại bất kỳ sự kỳ thị nào, có là con ngoài giá thú đi chăng nữa, chỉ cần ngươi có thể, vị trí thế tử sẽ thuộc về ngươi. Vị tộc trưởng năm ấy còn để lại một câu thế này. Câu gì? Diệp Huyên tò mò. Giỏi thì cứ lên làm. Diệp Huyên. Hắn không khỏi rơi vào trầm mặc, đồng thời cảm thấy một gia tộc thế này trở nên hùng mạnh cũng không phải vô lý. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến nhà họ Diệp ở Thanh Thành năm ấy. Mấy tay trưởng lão năm đó chỉ biết chăm chăm vào lợi ích của bản thân, gia tộc gì đó đều quẳng ra sau đầu. Như gã đại trưởng lão kia đã dùng hết mọi thủ đoạn để cháu trai lão có thể lên làm thế tử. Đến đây, Đường Thanh không nói gì nữa, lẳng lặng tựa vào thân cây gặm đùi gà.
Mà Diệp Huyên cũng im lặng lấy ra một người gỗ được đẽo thành hình một bé gái. Đó chính là Diệp Liên. Hắn dịu dàng vuốt ve nó, tự hỏi không biết con bé dạo này ra sao rồi. Đường Thanh cũng đang quan sát Diệp Huyên, không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 1562, có tin tức của hắn rồi. Cho dù mưu kế của hắn cuối cùng có dẫn đến đâu, ả ta biết bản thân mình cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Thân ở Đường tộc, tài nguyên bao la nhưng việc bó tay bó chân cũng không ít. Chỉ vì một câu lợi ích của gia tộc là trên hết, ngay cả tộc trưởng cũng có thể xả thân vì nó, huống chi là ả ta. Một chốc sau, đôi mắt ả ta chậm rãi khép lại. Bốn bề trở về tĩnh lặng. Chấm chấm chấm. Võ viện. Trong một hang núi nọ, Diệp Liên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khí tức quanh người càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Đứng canh giữ bên ngoài là Võ Vấn và tất cả cường giả đạo cảnh của Võ Viện. Sau An Lan Tú, bây giờ đến lượt Diệp Liên cũng thử đột phá đến cảnh giới này. Nếu cô bé thành công, Võ Viện sẽ có hai à không, tính cả Liên Vạn Lý và Mạc Tà cũng đang có hiện tượng chuẩn bị đột phá, bọn họ sẽ có đến bốn cường giả đạo cảnh trẻ tuổi. Thật sự là những con người yêu nghiệt nhất trong Võ Viện. Nếu tất cả đều thành công đặt chân vào cảnh giới mới này, họ có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao năm ấy. Không thể không nói, đây là sự kiện khiến toàn bộ Võ Viện sôi trào sau quá nhiều năm ngủ say. Xen vào đó là nỗi lo lắng, e ngại rằng liên minh trật tự, đường tộc và yêu tộc sẽ xuất hiện để chèn ép. Bọn họ hiện giờ không có thủ đoạn tối ưu nào để bảo vệ tính mạng, vì vậy nếu những thế lực kia ra tay, bọn họ sẽ bị dồn vào chỗ hiểm. Ngoài hang núi, Tần Sơn bỗng xuất hiện bên người Võ Vấn, có tin tức của hắn rồi. Võ Vấn nhìn sang, nghe lão ta thấp giọng nói, hắn bắt cóc đại tiểu thư nhà họ Đường khỏi trật tự thành, khiến cường giả cả tộc, và theo ta được biết là cả thành, đều đang đổ xô đi tìm. Sắc mặt Võ Vấn hòa hoãn đi một chút. Diệp Huyên có thể dẫn dắt sự chú ý của những thế lực này là một chuyện cực kỳ tốt với Võ Viện, chỉ mong hắn có thể kéo càng lâu càng tốt. Một hồi sau, ông ta hỏi, bây giờ hắn thế nào rồi? Tần Sơn lắc đầu, trước mắt không rõ tung tích, có thể hắn sẽ xuất hiện lại. Lão do dự một phen mới nói, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục ẩn nấp thì cũng không ai có thể làm gì. Bọn họ đều biết thuật ẩn thân của Diệp Huyên lợi hại thế nào, chỉ cần hắn muốn trốn thì sẽ không ai tìm được. Chương 1563, thuật ẩn thân của ta rất lợi hại. Nhưng Võ Vấn lắc đầu, hắn sẽ không làm vậy. Ánh mắt của ông ta liếc về phía hang núi, vì khi ấy, những thế lực kia sẽ nhằm vào Diệp Liên. Hắn sẽ không tiếp tục ẩn nấp quá lâu nữa. Tần Sơn không khỏi thở dài, người này thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Võ Vấn gật đầu đồng tình, đúng vậy, nhưng cho dù là kiếm tông hay võ viện ta đều không thể giữ hắn lại. Ông ta ngẩng lên nhìn về cuối chân trời, hy vọng hắn sẽ được trời cao phù hộ. Tần Sơn cũng gật đầu, hy vọng là vậy. Chấm chấm chấm. Trật tự thành. Đường Thanh vốn đang tựa vào thân cây trong núi bỗng mở bừng mắt, nói với Diệp Huyên cách đó không xa, người sắp gặp phiền toái lớn rồi đấy. Chuyện gì, hắn nhíu mày. Ả ta nhìn thẳng vào hắn, liên minh trật tự đã cho mời lượng đạo tông đến, tung tích của ngươi sẽ sớm bị nắm giữ thôi. Diệp Huyên hạ giọng, thuật ẩn thân của ta rất lợi hại. Nhưng ả ta lắc đầu, chỉ cần ngươi không thoát ly khỏi thiên đạo nơi này. Người sẽ bị tìm thấy. Hắn toan mở miệng thì giọng của đại thần tầng 6 đã vang lên, tiểu tử, có người đang tính, người đấy. Là sao cơ, Diệp Huyên sửng sốt. Là suy tính, đối phương cũng có bản lĩnh đó chứ. À, quên mất nên nhắc ngươi. Chạy, chạy lẹ lên. Diệp Huyên. Vừa nghe đại thần tầng 6 hô lên hai chữ chạy mau, Diệp Huyên đã xách theo Đường Thanh vọt khỏi nơi đang đứng. Gần như ngay lập tức. Một lão già xuất hiện ở nơi hắn vừa biến mất. Lão mặc trường bào màu xanh lục, tay trái cầm một cái mai rùa, tay phải vân về một sâu tiền, chân đi giày cỏ. Một lão già khác mặc áo đen xuất hiện ngay sau đó, thấp giọng hỏi, Lý Thiên Sư, bọn chúng chạy rồi sao? Lão già được gọi là Lý Thiên Sư nhìn quanh rồi đáp, hắn biết chúng ta sẽ tới, không đơn giản chút nào. Lão già áo đen gật gù đồng tình, theo tư liệu chúng ta có được. Người này quả thật rất khó lường. Đôi mắt lão thiên sư nheo lại, ta lại cho rằng hắn được cao nhân chỉ điểm.
Lời này không khỏi khiến lão già áo đen cau mày, cao nhân ư. Lý Thiên Sư gật đầu, trẻ tuổi như hắn tuyệt đối không thể phát giác được thuật thôi diễn của lão phu, chỉ có thể là có người đã nhận ra rồi nói cho hắn. Đối phương hạ giọng hỏi, vậy Lý Thiên Sư có thể nhìn ra đó là ai không? Lão Thiên Sư trầm ngâm một phen, để lão phu thử một lần. Lão ta khẽ vung tay, hất sâu tiền ra khiến những đồng tiền rơi vương vãi trên mặt đất. Sau đó, những ngón tay của lão bắt đầu di chuyển, những đồng tiền cũng theo đó mà cử động, thậm chí không gian bốn phía cũng chuyển đến những chấn động như có thứ gì đó đang di chuyển. Cách đó mấy nghìn dặm, giọng đại thần tầng 6 lại vang lên trong đầu Diệp Huyên, dừng lại. Hắn lập tức làm theo, sau đó lại nghe vị kia nói, có người đang thôi diễn ngươi. Phải làm thế nào, hắn hỏi. Vào tháp. Vào tháp rồi là đối phương sẽ không thôi diễn được nữa ư. Chương 1564. Đó là Diệp Huyên. Hỏi vớ vẩn, đại thần kêu lên, nếu tên đó còn tính được cái tháp sách này thì còn trốn ở đâu được nữa. Diệp Huyên ngượng ngập cười cười rồi vội vàng chui vào tháp giới ngục. Vào khoảnh khắc hắn biến mất ấy, Lý Thiên Sư ở trong núi rừng cách đó nghìn dặm bỗng nhíu mày. Lão già áo đen thấy thế thì vồn vập hỏi, sao rồi? Đôi mắt Lý Thiên Sư dõi về nơi xa, nói quái lạ. Quái lạ, Phương Thốn còn có thể tìm ra được dấu vết từ khí tức của hắn, nhưng bỗng nhiên lại biến mất như bốc hơi vậy. Đối phương ép giọng, tại sao lại thế? Lý Thiên Sư nhìn những đồng tiền đã bất động dưới đất, khẽ nói chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn đã chết, thần hồn câu diệt, hoàn toàn tan biến. Thứ hai, hắn đã dùng phương thức có thể đưa hắn ra khỏi trời đất này để ẩn nấp. Lão già áo đen lập tức phán, là khả năng thứ hai. Người này không hề đơn giản một chút nào, Lý Thiên Sư gật đầu, vừa nói vừa nhìn về nơi xa, nhưng dĩ nhiên, chỉ cần hắn lộ diện, ta sẽ lập tức biết được. Lão già áo đen, Lý Thiên Sư, trong khoảng thời gian này ông đừng rời khỏi ta. Tên Diệp Huyên này quá mạnh, đặc biệt giỏi ám sát, cho dù là cường giả đạo cảnh cũng khó lòng ngăn trở. Hắn sẽ đến giết ta ư? Nghe đối phương bật cười, lão già áo đen đang định giải thích thì đồng tử Lý Thiên Sư co lại. Lão ta cuống quýt xoay người, tung một đồng tiền xu lên chắn giữa mày. Cũng ở vị trí đó, một lưỡi kiếm đã xuất hiện từ bao giờ, đang bị đồng xu ngăn lại. Lão già áo đen lập tức tung trưởng. Không gian trước mặt họ run lên, một bóng người cấp tốc lùi lại. Đó là Diệp Huyên. Thấy lão già áo đen chuẩn bị vung tay lên, Lý Thiên Sư lên tiếng, đó là ảo ảnh. Tay trái của lão nhanh chóng viết chữ lên tay phải. Sau đó vừa tung trưởng vừa hô lên, phá. Không gian trước mặt hai lão già trở nên mờ ảo như gợn sóng trước khi khôi phục lại bình thường, nhưng Diệp Huyên đã không còn ở đó nữa. Lý Thiên Sư nói, thuật ẩn nấp này, chân thật đến thế. Đòn tập kích của Diệp Huyên khiến sắc mặt lão già áo đen có chút khó xem, lão hỏi người kia, Thiên Sư có truy ra tung tích của hắn không? Tạm thời thì không. Chương 1565, đó là việc của ngươi. Nghe đối phương nói vậy, lão cau mày khó hiểu, vì sao? Lý Thiên Sư mới đáp, một kiếm vừa rồi của hắn không phải để giết ta mà là để phá khí của ta. Sau lưng hắn ắt có cao nhân. Nói đến đây, một tia hưng phấn lẫn vào giọng lão, cũng tốt thôi, để lão phu đấu với người đó một trận. Chúng ta về thành thôi, ta phải bày trận. Nói xong, hai lão già lần lượt biến mất. Không lâu sau đó, Diệp Huyên xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng như đại thần tầng 6 nói, thuật thôi diễn của lão Lý Thiên Sư đó khá lợi hại chứ hoàn toàn không phải tay gà mờ. Ưu thế lớn nhất của hắn bây giờ là có thể tránh trong bóng tối, bằng không thì tình hình đã trở nên vô cùng tồi tệ rồi. Lúc này, đại thần lên tiếng, tên đó muốn đấu với ta à? Diệp Huyên nghe vậy thì khấp khởi vui mừng, vội nịnh, lão ta làm gì có cửa so với tiền bối. Nào ngờ lại nghe đối phương nói, ngươi khỏi mất công khích tướng. Ta sẽ không ra tay, mà cũng không thể ra tay được. Diệp Huyên. Đại thần trầm ngâm, thuật thôi diễn ấy là một bí thuật khá tà đạo, cho dù là ở thời của ta cũng đã hiếm gặp. Chỗ lợi hại nhất của họ chính là có thể mượn nhãn, mắt, từ địa nhãn, thiên nhãn đến nhãn của vạn vật. Cái tên Phương Thốn đó đã có thể mượn địa nhãn rồi, lại còn biết bấm đốt tính quẻ và thôi diễn bằng mai rùa.
Khí hỗn độn của ngươi hiện giờ tuy đã đủ mạnh nhưng vẫn chưa thể chặt đứt nhân quả và số mệnh của ngươi được, mà thuật thôi diễn và tính quẻ vừa khéo lại mượn hai thứ này để tìm đến ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, ta vẫn không hiểu lắm. Bình thường thôi, đoán mệnh là loại huyền bí nhất trong các đạo, người thường rất khó để hiểu. Hắn lại hỏi, vậy ta nên ứng đối thế nào đây tiền bối? Đó là việc của ngươi. Diệp Huyên. Đại thần tiếp tục hùng hồn phán, ta phải nghỉ ngơi trong một thời gian, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 5-10 năm sau sẽ tỉnh. Hy vọng lúc ấy ngươi vẫn còn sống, bảo trọng. Diệp Huyên vội la lên, tiền bối, còn một chuyện nữa. Nhưng sự im lặng kéo dài sau đó khiến hắn đen cả mặt. Người này thật sự lăn ra ngủ lúc dầu sôi lửa bỏng này hả? Ngủ cái búa ấy. Phải làm sao để đối phó với Lý Thiên Sư bây giờ? Sau một hồi trầm tư, hắn quyết định rời đi, không phải để trốn mà là đi về phía Trật Tự Thành. Dù sao thì trốn đông trốn tây vốn không phải phong cách hành sự của hắn chút nào. Hắn không mất bao lâu để trở về, vừa đặt chân vào thành đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ chập chờn. Chương 1566, có thể là Diệp Huyên kia làm. Hắn lần theo nó mà đi, một hồi sau đã đến trước một đài tế ở trung tâm tòa thành, nơi Lý Thiên Sư đang loay hoay làm gì đó. Biết lão ta đang bày trận nhằm vào mình, Diệp Huyên không khỏi nhíu mày rồi âm thầm quan sát bốn phía, chỉ thấy có lão giả áo đen vẫn luôn kè kè lão Thiên Sư này. Nhưng dĩ nhiên, hắn không ngu đến mức sẽ tin rằng nơi này chỉ có một cường giả, bèn lặng lẽ rút lui. Trên đài tế, Lý Thiên Sư bắt đầu cầm thanh kiếm gỗ đào lên mà khoa tay múa chân. Những hạt cát trong sa bàn trước mặt lão bỗng nhiên rung động. Lão già áo đen lẳng lặng đứng một bên, trông thì như đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng thật ra đã dùng thần thức bao trùm bốn phía. Lão hy vọng Diệp Huyên sẽ xuất hiện, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Lý Thiên Sư đâm kiếm gỗ về trước, hô lên, hiện. Lời này vừa ra, sắc mặt lão trắng bệch như tờ giấy. Đồng thời, một bóng người hiện lên trong sa bàn, khung cảnh xung quanh cái bóng ấy cũng dần dần trở nên rõ nét. Lão già áo đen mở mắt nhìn chằm chằm vào sa bàn. Chỉ một chút nữa thôi, vị trí của Diệp Huyên sẽ được thể hiện đầy đủ, mà lão chỉ cần một cái chớp mắt là có thể di chuyển trong vòng mấy chục dặm, hắn có mọc cánh cũng chạy đằng trời. Hình ảnh Diệp Huyên và cảnh tượng xung quanh hắn càng hiện hình trên sa bàn, ánh mắt lão già áo đen càng trở nên chăm chú, mà ngược lại, sắc mặt Lý Thiên Sư càng lúc càng tái nhợt, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Bỗng dị biến xuất hiện, hình dáng của Diệp Huyên trong sa bàn sụp đổ. Cả hai lão già đồng thời cả kinh, nhưng một chuyện càng đáng sợ hơn đã xuất hiện, linh khí trong Trật Tự Thành đã bốc hơi sạch sẽ. Chuyện gì thế này? Lão già áo đen sửng sốt nhìn khắp nơi. Lý Thiên Sư cũng cau mày khó hiểu. Trận pháp của lão đã mất hiệu lực vì không có linh khí cung cấp, nhưng làm sao linh khí lại có thể biến mất cho được, huống chi lại còn trong phạm vi cả thành. Sự biến mất của linh khí khiến cả tòa thành rơi vào khủng hoảng. Lượng linh khí ít ỏi trong cơ thể một số người chỉ đủ để sử dụng võ kỹ một lần là cạn kiệt, không có linh khí xung quanh thì biết phải làm sao bây giờ. Trên đài tế, Lý Thiên Sư thấp giọng nói, có thể là Diệp Huyên kia làm. Ánh mắt lão già áo đen đánh sang, lại nghe đối phương tự sửa miệng, không đúng, hắn không có năng lực này, vậy hung thủ chính là người sau lưng hắn. Liên minh trật tự của ông đã tra được lai lịch người này chưa? Trước câu hỏi này, lão giả áo đen lắc đầu, chỉ có tinh chủ biết một chút, nhưng ngài ấy không nói với chúng ta. Lý Thiên Sư không khỏi nhíu mày suy tư một hồi. Diệp Huyên kia rõ ràng không phải người đơn giản, nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này không khéo sẽ khiến lượng đạo tông bị liên lụy. Chương 1567, lòng người tham lam. Bỗng nhiên, lão giả áo đen lên tiếng. Lý Thiên Sư yên tâm, liên minh trật tự chúng ta sẽ đối phó với Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Ông chỉ cần tìm ra tung tích của hắn là được. Nào ngờ đối phương lại lắc đầu, bày trận cần một lượng linh khí khổng lồ, nay nó không còn nữa. Chúng ta sẽ cung cấp thần tinh, lão già áo đen lập tức nói. Lý Thiên Sư vẫn tiếp tục lắc đầu, người này quá bí ẩn, không phải hạng tầm thường. Ta phải trở lại tông môn một chuyến. Nhờ sư tôn ta ra tay bói một quẻ xem lượng đạo tông chúng ta có thể gây thù với Diệp Huyên này hay không. Sắc mặt lão già áo đen lập tức trở nên vặn vẹo,
chửi thầm, mẹ nó, được hay không còn phải đi bói nữa cơ à? Vẻ mặt của Lý Thiên Sư càng trở nên nghiêm túc hơn. Lúc trước khi lão đến đây thật ra là vì còn nợ ân tình của Liên Minh Trật Tự. Với lão mà nói, việc tìm người chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Diệp Huyên thân mang bảo vật, lão biết điều này, nhưng lại không quá hiểu về con người Diệp Huyên. Mà bây giờ, lão phát hiện Diệp Huyên này không hề đơn giản. Sau lưng rất có thể có cao nhân. Nếu cứ tiếp tục như thế, bản thân lão có thể sẽ mang đến tai họa cho tông môn của mình. Trước tiên cần phải tính thử xem có thể chọc vào người này hay không đã. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Sư xoay người rời đi, mà lão giả áo đen kia không hề ngăn cản. Nhìn thấy Lý Thiên Sư biến mất ở phía chân trời, sắc mặt của lão giả áo đen vô cùng khó coi. Đi thật à? Lão giả áo đen lúc này có hơi mờ mịt. Một lát sau, lão giả áo đen cũng xoay người rời đi. Đã không có Lượng Đạo Tông, Diệp Huyên kia nếu không tự mình hiện thân, ai cũng không phải bó tay với hắn. Mà muốn Lượng Đạo Tông tiếp tục ra tay, chỉ có một cách, đó là khiến tông chủ Lượng Đạo Tông đồng ý. Chấm chấm chấm. Trong trật tự thành, sau khi linh khí biến mất, toàn bộ trật tự thành lâm vào một cơn khủng hoảng. Phải nói là toàn bộ trật tự thành bắt đầu rối loạn. Lòng người tham lam. Lúc bình thường, nhiều người che giấu rất tốt, nhưng một khi không còn pháp thuật hoặc đạo đức ràng buộc, bọn họ sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Chương 1568. Đã chốt quyết định rồi. Nhưng chẳng mấy chốc, toàn bộ trật tự thành đã nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh. Bởi vì những kẻ thừa cơ làm loạn đều im hơi lặng tiếng bị chém rơi đầu, sau đó bị vứt xác ra ngoài đường lớn. Chưa tới một canh giờ, trên đường phố trật tự thành đã chất chồng hơn 100 xác chết. Trong đó có hơn 10 người là cường giả tạo hóa cảnh. Thật sự là máu chảy thành sông. Ở một tử quán nào đó, Lão Nhạc và Lâm Mục ngồi đối diện nhau. Lão Nhạc trầm giọng nói, nhận được tin tức rồi, Lý Thiên Sư kia cũng thất bại. Lâm Mục liếc nhìn bốn phía, linh khí thành này đột nhiên biến mất, là hắn làm. Lão Nhạc gật đầu, đúng vậy, lúc ở Kiếm Tông cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy. Lâm Mục khẽ nhíu mày, sao hắn làm được? Lão Nhạc lắc đầu, không biết. Lâm Mục trầm giọng nói, gia tộc đã truyền lời đến. Lão Nhạc vội vàng hỏi, ý của gia tộc như nào? Lâm Mục nói, nhà họ Tần đã giải trừ hôn ước với gia tộc. Lão Nhạc giận tím mặt, sao bọn chúng dám? Lâm Mục lắc đầu, lời giải thích của nhà họ Tần là, đại tiểu thư rơi vào tay Diệp Huyên, cho dù không chết, thì chắc chắn cũng không còn trong sạch, bởi vậy, bọn họ muốn giải trừ hôn ước. Lão Nhạc trầm giọng nói, tộc trưởng đồng ý rồi. Lâm Mục gật đầu, đồng thời truyền lệnh đến, nếu đại tiểu thư bỏ mạng, thì không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù, còn nếu chưa ngã xuống. Nói đến đây, gã ta không tiếp lời nữa. Lão Nhạc đứng dậy, ta về gia tộc một chuyến. Lâm Mục lắc đầu, đã chốt quyết định rồi. Sắc mặt Lão Nhạc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chấm chấm chấm. Núi Vô Lượng. Núi Vô Lượng ở Bắc Hoang Giới, cách trật tự thành mấy trăm ngàn dặm. Núi Vô Lượng cao 9.900 trượng, nếu nhìn lên, cả ngọn núi như đứng sừng sững giữa tinh không vô tận, đưa tay là có thể hái sao. Sau khi Lý Thiên Sư về núi Vô Lượng, lão đi thẳng đến Vô Lượng Điện. Trong điện, Lý Thiên Sư thi lễ với một ông lão, Sư Tôn. Ông lão khoác áo bào gai, râu mép rất dài, gần như đã chạm xuống đất. Chương 1569, đám phiền phức kia đến rồi. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Lượng Đạo Tông Mạc Vô Lượng. Mạc Vô Lượng nói, đến vì Diệp Huyên kia à? Lý Thiên Sư gật đầu, vâng. Đệ tử dùng thuật mai rùa và cả trận địa chi cũng không thể tra ra được tung tích của người này, sau lưng hắn e là có cao nhân, đệ tử đến là để hỏi Sư Tôn, Diệp Huyên này Lượng Đạo Tông ta có thể đắc tội được không? Mạc Vô Lượng lắc đầu, không nhúng tay vào việc này. Lý Thiên Sư khẽ nhíu mày, Sư Tôn, sau lưng Diệp Huyên này là kẻ nào? Mạc Vô Lượng đứng dậy, lão ta đi đến cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên tinh không rồi nhẹ giọng nói. Bất kể là ai đi chăng nữa, cũng đều là người chúng ta không chọc vào được. Lý Thiên Sư trầm giọng nói, mạnh đến vậy sao? Mạc Vô Lượng hờ hững đáp, nếu không mạnh,
Diệp Huyên kia nắm giữ bảo vật trong người mà có thể sống đến được tận bây giờ sao? Còn bảo vật này dù là chí bảo thế gian, nhưng cũng là tai họa lớn nhất của thế gian. Lý Thiên Sư hỏi, Lượng Đạo Tông ta không tham gia. Mạc Vô Lượng trầm mặc. Lý Thiên Sư lại hỏi, Sư Tôn đang do dự ư? Mạc Vô Lượng lắc đầu, cũng không hẳn. Lượng Đạo Tông dùng vũ lực thì còn chẳng sánh ngang Kiếm Tông, mà Kiếm Tông vì bảo vật này đã suýt nữa bị diệt tông, sao ta dám có lòng tham gì? Sư phụ lo rằng Lượng Đạo Tông ta dù không muốn tham gia, nhưng sẽ có người ép chúng ta tham gia cho bằng được. Nói đến đây, lão ta đột nhiên ngẩng đầu lên, đám phiền phức kia đến rồi. Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên và một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt lão ta. Mạc Vô Lượng nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười nói, hóa ra là Tần Thiên hộ pháp của Liên Minh Trật Tự. Tần Thiên cười nói, Mạc Tông Chủ, đừng trách ta làm phiền nhé. Mạc Vô Lượng cười nói, nào có, đến đây, mời vào. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã vào trong đại điện. Trong điện, Tần Thiên cười nói, Mạc Tôn Giả, ta sẽ không lãng phí thời gian. Lần này đến đây, có lẽ Mạc Tông Chủ đã biết ý đồ của ta rồi. Kính mong Mạc Tông Chủ giúp sức một chút. Mạc Vô Lượng trầm giọng nói, Tần Hộ Pháp, đây không phải là một chuyện đơn giản. Tần Thiên cười nói, nếu Mạc Tông Chủ có điều khó xử, xin cứ việc nói. Mạc Vô Lượng thấp giọng thở dài, Tần Hộ Pháp, ngươi là một người thoải mái, lão phu cũng không quanh co với ngươi nữa. Muốn suy tính chuyện này, chẳng khác nào là nhìn trộm thiên cơ, mà nhìn trộm thiên cơ thì phải trả giá rất đắt. Nếu là người bình thường, với lão phu thì đây đương nhiên chỉ là việc nhỏ, nhưng Diệp Huyên này không phải là kẻ tầm thường, thuật ẩn thân của hắn, dù là lão phu cũng phải khâm phục khẩu phục. Mà muốn tìm được hắn thì phải đánh đổi một cái giá rất lớn. Tần Thiên khẽ mỉm cười, mời Mạc Tông Chủ nói thẳng. Chương 1570, Thông Hiểu Thiên Cơ. Mạc Vô Lượng nói, thứ nhất, lão phu cần một lượng lớn thần tinh để lập trận, chí ít phải 5 triệu. Thứ hai, lão phu cần có người đỡ giúp thiên kiếp. Phàm là tính toán mệnh số nhân quả, đều có thể bị thiên kiếp giáng xuống, nếu có, lão phu cần có người phụ trợ che chắn giúp. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, lão phu cần Liên Minh Trật Tự phái ba cường giả đến bảo vệ an toàn của Lượng Đạo Tông. Tần Thiên trầm mặc. Mạc Vô Lượng lại nói, Tần Hộ Pháp thấy lão phu gây khó dễ. Tần Thiên lắc đầu, nếu Liên Minh Trật Tự chúng ta làm được những điều này, các hạ có thể thay chúng ta tìm ra tung tích của hắn không? Mạc Vô Lượng gật đầu, có thể, nhưng mà chỉ có duy nhất một cơ hội thôi. Sau khi lão phu bày trận, sẽ đại thương nguyên khí, cần an dưỡng một quãng thời gian rất dài. Vì thế, nếu biết được tung tích của Diệp Huyên kia, các hạ nhất định phải nắm bắt cơ hội, bằng không, chí ít phải chờ thêm 2 tháng nữa. Tần Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Mạc Tông Chủ chỉ cần tìm ra được tung tích của hắn, còn lại chúng ta sẽ lo liệu. Nói xong, ông ta nhìn ông lão áo đen ở bên cạnh, lấy 5 triệu thần tinh đến cho Mạc Tông Chủ. 5 triệu thần tinh. Ông lão áo đen tuy không tình nguyện lắm, nhưng vẫn đi lấy. 5 triệu thần tinh, đó là một con số không nhỏ. Sau khi ông lão áo đen xoay người rời đi, Tần Thiên nhìn về phía Mạc Vô Lượng, cười nói, Mạc Tông Chủ, nghe nói các hạ thông hiểu thiên cơ, các hạ nói thử xem, Diệp Huyên lần này sẽ sống hay chết đây? Mạc Vô Lượng lắc đầu cười, Tần Hộ Pháp đừng nói đùa với lão phu. Thông hiểu thiên cơ, lời nói cằn này mà Tần Hộ Pháp cũng tin sao? Tần Thiên cười cười, không nói gì. Thông hiểu thiên cơ, đến trình độ của lão ta rồi, mới hiểu được thiên cơ là gì. Ai biết trước được tương lai? Chí ít trong cái nhìn của lão ta, thì không có ai cả. Năm đó những cường giả của Thái Cổ, lẽ nào họ kém hơn với thế hệ bây giờ sao? Nếu như bọn họ biết trước được tương lai, thì sao lại bị tiêu diệt? Tất nhiên, khi đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ có thể cảm ứng được một ít thứ từ nơi sâu xa. Ví như nguy hiểm. Mà thôi diễn của Lượng Đạo Tông kỳ thực chính là mượn thiên địa để điều tra vị trí của Diệp Huyên, chứ chẳng phải là nhìn trước tương lai gì cả. Tất nhiên, thủ đoạn này cũng không thể xem thường được. Lúc này, ông lão áo đen vừa rời đi đã trở về. Ông lão áo đen búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Mạc Vô Lượng. Chương 1571, ngay trong Lượng Đạo Tông. Mạc Vô Lượng nhìn lướt qua rồi thu nhẫn về,
sau đó nói, kính mời hai vị ra ngoài chờ một lát, lão phu phải bày trận, khi Diệp Huyên xuất hiện, ta sẽ thông báo cho hai vị. Tần Thiên nhìn thẳng vào Mạc Vô Lượng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Mạc Vô Lượng nghiêm mặt nói, chắc chắn sẽ không, nhưng mà phải nói rõ trước, nếu các người không thể bắt được hắn, thì không thể trách lão phu đây. Tần Thiên khẽ gật đầu, tất nhiên rồi, vậy hai người chúng ta sẽ chờ tin tốt từ Mạc Tông Chủ. Nói xong, hai người xoay lưng rời đi. Sau khi hai người ra ngoài, Lý Thiên Sư ở bên cạnh đột nhiên nói, Sư Tôn, không phải người nói không được dính líu đến chuyện này sao? Mạc Vô Lượng lạnh nhạt đáp, chúng ta không dính líu, người cảm thấy liên minh trật tự sẽ bỏ qua sao? Sẽ sao? Lý Thiên Sư lắc đầu. Mạc Vô Lượng nhẹ giọng nói, chúng ta không thể không tham dự. Nhưng Diệp Huyên này, chúng ta cũng không thể đắc tội. Lý Thiên Sư nhìn về phía Mạc Vô Lượng, ý Sư Tôn là. Mạc Vô Lượng trầm mặc một chốc, sau đó bấm ngón tay, một chiếc ngọc bội màu đen xuất hiện trước mặt Lý Thiên Sư, đây là đá truyền tống, có thể lập tức truyền tống trong 1 triệu dặm. Nhưng chỉ có thể dùng được 2 lần, người đưa vật này cho Diệp Huyên. Lý Thiên Sư trầm giọng nói, nếu để cho liên minh trật tự biết. Mạc Vô Lượng lắc đầu, người không nói, ta không nói, Diệp Huyên không nói, sẽ không ai biết cả. Lý Thiên Sư đang định nói tiếp thì Mạc Vô Lượng đột nhiên cắt ngang, hắn sẽ không nói. Lý Thiên Sư không rõ, vì sao? Mạc Vô Lượng cười bảo, bởi vì hắn không ngu, nếu hắn nói ra, liên minh trật tự sẽ giết lão phu sao? Sẽ không, ngược lại. Lúc ấy chúng ta sẽ hoàn toàn đứng về phía liên minh trật tự, mà khi đó, hắn sẽ không còn đường trốn. Nói đến đây, lão ta ngẩng đầu nhìn về phái xa xăm, vị tiểu kiếm tu này thông minh lắm đấy. Lý Thiên Sư gật đầu, hiện tại hắn ở đâu? Mạc Vô Lượng nhàn nhạt đáp, ngay trong Lượng Đạo Tông. Lý Thiên Sư sửng sốt. Mạc Vô Lượng lại nói, hắn vừa đến đây, ở sau ngươi không xa. Lý Thiên Sư hoàn toàn biến sắc. Lập tức xoay người lại, ở cách lão không xa, có một thiếu niên đang đứng. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Mạc Vô Lượng, tiền bối thật tinh tường. Mạc Vô Lượng cười nói, các hạ đến giết ta hà. Chương 1572, đa tạ đã nhắc nhở. Diệp Huyên lắc đầu, không, ta chỉ đến xem một chút thôi, thật đấy, không có ý gì khác cả. Mạc Vô Lượng cười ha ha, sau đó nói, khí trên người tiểu hữu đây. Hẳn là khí hỗn độn. Diệp Huyên dùng mình ở trong lòng, ông lão này không phải dạng vừa đâu. Mạc Vô Lượng lại nói, tiểu hữu, có thể phối hợp diễn kịch với lão phu một lần, giải vây giúp Lượng Đạo Tông ta được không? Diệp Huyên nhìn về phía Mạc Vô Lượng, vì sao lại giúp ta? Mạc Vô Lượng cười khẽ, người đời đều muốn cướp bảo vật của cậu, lão phu lại muốn đi ngược với lối mòn. Tuy thoạt nhìn cậu chẳng có hy vọng thắng. Nhưng lỡ như thắng thật thì sao? Nếu quả thật có ngày ấy, lão phu chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng tiểu hữu để lão phu nhìn bảo vật kia một lần. Cả một đời lão phu đều nghiên cứu chiều không gian ở vũ trụ này, lão phu rất muốn biết rốt cuộc ngũ duy là một thế giới ra sao. Ngũ duy. Diệp Huyên coi như đã hiểu rõ. Ông lão trước mặt này muốn thông qua tháp giới ngục để hiểu rõ về ngũ duy. Cũng đúng, nếu muốn hiểu rõ về ngũ duy. Không có thứ nào thích hợp hơn tháp giới ngục này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hỏi, tiền bối, tại sao không xem ngay bây giờ đi? Mạc Vô Lượng cười nói, lão phu đúng là muốn xem ngay, nhưng cậu sẽ đồng ý cho ta xem miễn phí sao? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo, vãn bối đồng ý phối hợp diễn kịch với tiền bối. Mạc Vô Lượng cười cười, sau đó nhìn sang Lý Thiên Sư búng tay một cái. Một viên đá truyền tống rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận đá truyền tống, đang định rời đi thì Mạc Vô Lượng lại đột nhiên nói, sau này lão phu sẽ tiết lộ hành tung của tiểu hữu với bọn họ, lão phu hy vọng lúc bọn họ truy sát đến thì tiểu hữu hãy dùng đá truyền tống này, tiểu hữu cứ yên tâm, đá truyền tống này rất đặc biệt, trừ khi tinh chủ ra tay, bằng không họ sẽ không ngăn cản được cậu. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Nói xong, hắn định rời đi. Đúng lúc này, như nghĩ đến gì đó, hắn xoay người nhìn về phía Mạc Vô Lượng, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, làm sao ông có thể biết được chính xác được hành tung của ta vậy? Mạc Vô Lượng nghiêm túc nói, tiểu hữu, khí hỗn độn này của cậu đúng là hoàn mỹ,
nhưng khí hỗn độn cũng không phải là vạn năng, ở thời đại này, kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, đừng nên coi thường bất cứ người nào, cũng càng không nên coi thường liên minh trật tự và đường tộc. Diệp Huyên ôm quyền, đa tạ đã nhắc nhở. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Còn vấn đề vừa rồi, hắn không hỏi lại. Người ta không nói, hắn mà hỏi tiếp thì có vẻ hơi quá phận rồi. Chương 1573, toàn bộ đều là đạo cảnh. Diệp Huyên lặng lẽ rời khỏi, như thể hắn chưa bao giờ xuất hiện vậy. Lý Thiên Sư nhìn về phía Mạc Vô Lượng, vẻ mặt khá nghiêm túc, sư tôn, khí hỗn độn này là gì? Mạc Vô Lượng nhẹ giọng nói, thời kỳ đầu khi một vũ trụ được sinh ra, sẽ có ba khí, một trong số đó là khí hỗn độn. Lý Thiên Sư hỏi, còn hai loại kia? Mạc Vô Lượng nói, hai khí âm dương, một âm một dương, có năng lượng hủy thiên diệt địa. Nói xong, lão ta nhìn về phía Lý Thiên Sư, ngươi phải nhớ kỹ, làm người có thể có dã tâm, nhưng dã tâm này là một con dao hai lưỡi, chơi không cẩn thận, nó sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Sư gật đầu, xin nghe sư tôn giáo huấn. Mạc Vô Lượng gật đầu, bảo cho bọn họ vào đi. Lý Thiên Sư thối lui. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Sư dẫn theo hai người Tần Thiên đi vào, mà lúc này, ngay chính giữa đại điện đã được bày một màn nước, trong màn nước như đang có thứ gì đó đang được hình thành. Tần Thiên cùng ông lão áo đen nhìn chằm chằm màn nước kia, chẳng mấy chốc sau, một bóng người xuất hiện ở trong đó, chính là Diệp Huyên. Mà lúc này, vị trí của Diệp Huyên chính là trật tự thành. Lúc này, hình ảnh tắt đi, màn nước biến mất, Mạc Vô Lượng cách đó không xa đột nhiên phun ra một ngụm máu, vươn vãi trên mặt đất. Không chỉ thế, sắc mặt lão ta tái nhợt dị thường, như thể sắp không xong rồi. Tần Thiên đang định nói chuyện thì Mạc Vô Lượng lại khoát tay, nhanh đi bắt hắn đi. Lão phu tịnh dưỡng 2 tháng là ổn thôi. Tần Thiên gật đầu, Mạc Tông Chủ bảo trọng. Nói xong, ông ta và ông lão áo đen lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hai người vừa biến mất, Lý Thiên Sư đã vội vàng nói, sư tôn. Mạc Vô Lượng nhẹ giọng đáp, đời người như một vở kịch, có lúc không thể không diễn. Bắt đầu từ bây giờ, nếu có người đến tìm ta thì bảo ta đang dưỡng thương. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Trật tự thành. Ở trong góc thành, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên. Mà hắn vừa đứng lên, trước mặt hắn không xa đã xuất hiện 2 bóng người. Chính là Tần Thiên cùng ông lão áo đen kia. Mà ngoài 2 người này ra, xung quanh còn có 7 cường giả. Toàn bộ đều là đạo cảnh. Tần Thiên nhìn Diệp Huyên, bất ngờ không? Diệp Huyên trầm giọng nói, không thể nào, các ngươi không thể tìm ra ta được. Tần Thiên lạnh lùng nói, Diệp Huyên, ta không muốn phí lời với ngươi. Bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. 1. Giao bảo vật kia ra đây. 2. Một mình ngươi đấu với tất cả chúng ta. Chương 1574. Nghĩ xong chưa? Nói đến đây, ông ta khẽ mỉm cười. Tất nhiên, ngươi cũng có thể chọn cách chạy trốn. Nhưng không gian 4 phía đã được chúng ta gia cố rồi. Nếu muốn lợi dụng không gian để bỏ chạy, trừ khi ngươi có thể lấy sức một người phá vỡ sức mạnh của chúng ta. Diệp Huyên trầm mặc. Tần Thiên chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Nghĩ xong chưa? Diệp Huyên gật đầu, nghĩ xong rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Thiên, ta chọn điều thứ 3. Tần Thiên gật gật đầu, làm thế mời, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Trong lòng bàn tay Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một viên đá, chính là đá truyền tống, hắn vận chuyển huyền khí, một khắc sau, cả người hắn lập tức biến mất chẳng còn thấy đâu. Xung quanh chợt lặng thinh. Biến mất. Đám người Tần Thiên đưa mắt nhìn nhau, một chốc sau. Tần Thiên đột nhiên xuất hiện tại vị trí của Diệp Huyên, ông ta ép lòng bàn tay xuống, không gian vẫn hoàn hảo không hề bị gì, nói cách khác, Diệp Huyên không hề phá tan không gian. Vậy thì vấn đề đây rồi. Hắn đào tẩu bằng cách nào? Lúc này, ông lão áo đen ở bên cạnh đột nhiên nói, đừng cho người này bất cứ cơ hội nào. Vừa thấy hắn thì chúng ta cứ cùng nhau xông lên, chém chết tính sau. Cường giả xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía Tần Thiên. Tuy ngoài mặt bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng đã không nhịn được oán giận bảo người ta biểu diễn. Lần này thì hay rồi, màn biểu diễn này không phải chỉ đặc sắc bình thường thôi đâu. Sắc mặt Tần Thiên vô cùng khó coi. Vốn dĩ ông ta nghĩ sẽ không có sơ hở nào cả.
Diệp Huyên cho dù có mọc cánh cũng không bay được. Nhưng Diệp Huyên lại biến mất ngay trước mặt ông ta. Tần Thiên trầm giọng nói, về Lượng Đạo Tông. Nói xong, ông ta dẫn theo một đám người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên đã dẫn người đến Lượng Đạo Tông lần nữa. Lý Thiên Sư xuất hiện trước mặt Tần Thiên, Tần Hộ Pháp, đã bắt được Diệp Huyên chưa? Sắc mặt Tần Thiên khá là khó xem. Lý Thiên Sư lạnh mặt lại để hắn sổng mất. Tần Thiên gật đầu, đúng thế. Lý Huynh, có thể mời Sư Tôn ra tay một lần nữa không? Lý Thiên Sư cười khổ, Tần Huynh, trạng thái của Sư Tôn ta Huynh cũng thấy tận mắt rồi đấy, hiện tại người đã bị phản phệ. Nếu có gì bất chắc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, bây giờ mà ra tay thêm lần nữa, thì chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại của người bây giờ, cho dù ra tay cũng chưa chắc sẽ tìm ra được tung tích của Diệp Huyên. Tần Thiên trầm giọng nói, thật sự nghiêm trọng đến thế. Lý Thiên Sư chỉ vũng máu ở dưới mặt đất, Tần Huynh, Huynh xem đi. Đây chính là máu đó. Huynh không biết trận pháp này đáng sợ như nào đâu. Huynh hẳn cũng biết, do xét thiên cơ thì sẽ bị thiên đạo nhầm vào. Ây, nghề của chúng ta không dễ lừa lọc đâu. Tần Thiên nhìn Lý Thiên Sư, khuôn mặt vặn vẹo một hồi. Lý Thiên Sư lại nói, Tần Huynh, không phải Sư Tôn không ra tay giúp đỡ, mà là hiện tại thật sự không thể giúp được. Tần Thiên trầm giọng nói, Mạc Tông Chủ khi nào mới khỏe lại? Lý Thiên Sư suy nghĩ một chút rồi nói, 2 tháng. Chương 1575, đây là một trận pháp. Tần Thiên gật đầu, 2 tháng sau, chúng ta lại đến tìm Mạc Tông Chủ. Nói xong, ông ta dẫn mọi người rời đi. Thấy đám người Tần Thiên rời đi, trong lòng Lý Thiên Sư lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu liên minh trật tự cưỡng ép, Lượng Đạo Tông nhất định không đánh lại được. Nhưng mà, 2 tháng sau, vừa nghĩ tới đây, lông mày Lý Thiên Sư đã nhíu lại. Chấm chấm chấm. Sau khi đám người Tần Thiên rời khỏi Lượng Đạo Tông, trên đường, ông lão áo đen đột nhiên nói, Tần Hộ Pháp, ta thấy Lý Thiên Sư này có hơi kỳ lạ. Tần Thiên lạnh lùng nói, ý ngươi là bọn họ không muốn giúp chúng ta. Ông lão áo đen gật đầu, cảm thấy vậy. Tần Thiên nhẹ giọng nói, lý do gì? Bọn họ có lý do gì để giúp Diệp Huyên? Ông lão áo đen trầm mặc. Tần Thiên trầm giọng nói, liên minh trật tự ta bây giờ đang là lúc cần dùng người khác, Lượng Đạo Tông này chúng ta cũng cần phải tận lực lôi kéo, chứ không phải đắc tội, để bọn họ đi đầu quần cho đường tộc. Ông lão áo đen gật đầu, đã rõ. Tần Thiên nói, 2 tháng sau chúng ta lại đến, lúc đó, lão ta chắc chắn không có thêm cái cớ nào cả. Bảo người của chúng ta đừng ra ngoài tìm người này nữa, ta muốn trở về một chuyến, còn nữa, luôn luôn giám sát người của nhà họ Đường, bảo vật kia có thể ở trong tay Diệp Huyên, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay nhà họ Đường được. Nói xong, ông ta tăng nhanh bước chân rồi biến mất ở cách đó không xa. Mấy người ông lão áo đen cũng biến mất theo đó. Chấm chấm chấm. Ngoài trật tự thành mấy trăm nghìn dặm về bên phải, có một tòa núi nhỏ. Trên núi nhỏ có một hồ nước. Bởi vì núi nhỏ này là một ngọn núi lửa, vì thế nhiệt độ trong hồ nước rất cao, gần như là nước sôi. Mà xung quanh hồ nước có một màn ánh sáng mờ ảo, toàn bộ màn ánh sáng bao phủ hồ nước, xung quanh màn ánh sáng đang lóe lên năng lượng kỳ dị, đây là một trận pháp. Ở giữa hồ nước có một cô gái đang ngồi xếp bằng. Cô gái tóc dài như thác đổ, lông mày tựa kiếm, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, rất xinh đẹp. Nước trong hồ đang sôi trào, nhưng thân thể của cô gái kia lại chẳng hề hấn gì. Chương 1576, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Dưới nền đất, một ít năng lượng thần bí đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía cô gái nọ, mà thân thể cô gái lại điên cuồng hấp thu chúng, cơ thể nàng ấy dần dần run lên, lông mày cũng hơi cau lại. Hiển nhiên, đã đến thời khắc mấu chốt. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên rơi xuống trước mặt cô gái nọ. Tóm! Bọt nước văng tung tóe. Phụt! Cô gái đột nhiên phun ra một ngụm máu, nàng ấy mở 2 mắt ra, trước mặt có một thanh niên đang đứng. Thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mặc một trường bào màu xanh trắng, bên hông còn dắt một bao kiếm. Người này tất nhiên chính là Diệp Huyên. Vừa nãy hắn thôi thúc đá truyền tống, cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại cảm giác đó vô cùng khó chịu. Buồn nôn. Lúc này, Diệp Huyên nhìn cô gái ở trước mặt,
hắn bỗng chốc ngây ngẩn ra. Đẹp quá! Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm là thân thể cô gái này không một tấc vải. Diệp Huyên lúc này không thể không cảm thán, đúng là quá đẹp. Nhưng hắn chỉ nhìn một chút rồi lập tức nhắm hai mắt lại. Làm người không thể hạ lưu như thế được, Diệp Huyên hắn không có dậu đổ bìm leo. Tất nhiên, hắn bây giờ đang suy nghĩ xem nên giải thích hiểu lầm này như thế nào. Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc nói, cô nương, ta bảo đây chỉ là hiểu lầm, cô có tin không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cũng không động đậy. Trong cơ thể nàng ấy, một luồng khí lưu đang chuyển động loạn cả lên. Diệp Huyên lại nói, cô nương, cô mau mặc y phục vào đi. Cô yên tâm, ta đã nhắm hai mắt lại, ta chẳng thấy gì hết, thật đấy, chưa thấy cái gì cả. Huyệt, ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không hề nổi cô gái vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Diệp giận hay ngượng ngùng khi bị một người đàn ông nhìn thấy thân thể của mình. Diệp Huyên thấy bầu không khí có hơi không đúng, lập tức âm quyền. Cô nương, đây quả thật chỉ là điều bất trắc, ta không nhìn thấy gì cập nhật nhanh tại tiasacminh247.com cả sau này chúng ta gặp lại. Chương 1577, là áp lực đến từ khí thế. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà khoảnh khắc hắn vừa xoay người đó, cô gái phía sau bỗng tung một quyền đánh về lưng hắn. Nhanh, như mãnh hổ vồ mồi. Nhận thấy cô gái nào đột nhiên ra tay, Diệp Huyên xoay người vung hai tay chặn lại. Cả người Diệp Huyên lập tức bị chấn bay ra ngoài hơn 10 trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt Diệp Huyên trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì giờ khắc này, hai cánh tay của hắn đã rạn nứt. Không chỉ thế, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn vô cùng khó chịu, như thể đã nứt ra. Sức mạnh lớn thật. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, cô gái kia đã mặc quần áo vào. Cô gái khoát một bộ váy trắng bó sát người, bên hông thắt một đai lụa màu tím, bộ đồ này làm nàng ấy càng thêm thước tha yêu kiều. Cái đẹp của cô gái này không giống với những cô gái khác, lông mày nàng ấy sắc tựa kiếm, thân thể thẳng tắp, trong sự xinh đẹp còn mang theo tia anh khí. Cô gái bước chậm đến chỗ Diệp Huyên cố gắng ngăn lại sự khó chịu ở trong người, sau đó trầm giọng nói, cô nương, đây là một hiểu lầm. Cô gái không nói gì. Nàng ấy chậm rãi nắm chặt tay phải lại, nương theo hành động đó, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình. Mạnh quá! Vẻ mặt Diệp Huyên ngày càng nghiêm lại, nữ nhân này vậy mà lại mang đến cho hắn một cảm giác không thể địch lại. Đây là khí thế! Là áp lực đến từ khí thế! Diệp Huyên đang định xuất kiếm thì đúng lúc này, giọng nói của Đường Thanh đột nhiên vang lên, hỏi nàng ấy thử, nàng ấy có phải là Triệu Mục không? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nhìn về phía cô gái kia, các hạ là Triệu Mục à? Cô gái dừng bước, nàng ấy khẽ nhíu mày lại, vẫn không nói chuyện, nhưng trong mắt đã ánh lên tia nghi hoặc. Đường Thanh nhẹ giọng nói, hẳn là vậy rồi, ta khuyên ngươi, mau trốn đi. Diệp Huyên không rõ, vì sao? Đường Thanh nói, bảng đạo, ngươi nghe nói đến chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Chương 1578. Chính là Triệu Mục. Đường Thanh nói tiếp, cái gọi là bảng đạo, chính là bảng xếp hạng cấp bậc đứng đầu vũ trụ hỗn độn này, tất nhiên, phải ngoại trừ thần quốc không biết đang ở nơi nào kia ra. Trên bảng đạo có 10 người, mỗi năm sẽ cập nhật lại một lần. Mà muốn lên bảng này, có hai yêu cầu, thứ nhất, phải là cường giả đạo cảnh, mà thứ hai, tuổi phải dưới 25. Người trước mắt ngươi tên là Triệu Mục, nàng ấy xếp thứ 3 trên bảng đạo. Đứng thứ 3. Người biết đây là khái niệm gì không? Chính là bây giờ nàng ấy ít nhất cũng là đạo cảnh, và nàng ấy cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đánh không lại à? Đường Thanh lạnh lùng đáp không, người lợi hại như vậy sao đánh không lại được? Nhưng mà Diệp đại gia à, người cảm thấy đánh với nàng ấy có ý nghĩa gì không? Hơn nữa, thế lực phía sau người này cũng không yếu, không lẽ người muốn làm địch với cả thế giới này à? Diệp Huyên cười khổ, cũng đúng ha, đấu với nàng ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Thấy Diệp Huyên chạy, Triệu Mục khẽ nhíu mày, một khắc sau, nàng ấy điểm nhẹ mũi chân, cả người bắn lên như tên rời cung, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía xa xa. Nơi cuối chân trời,
Diệp Huyên cảm nhận được Triệu Mục đang đuổi theo, hắn nhíu mày lại, cô gái này không định tha cho ta. Đường Thanh hờ hững nói, ai bảo ngươi nhìn cơ thể của người ta. Diệp Huyên nói, ta đâu cố ý. Đường Thanh nói, ta cắt đầu ngươi rồi bảo không cố ý nhé, được không? Diệp Huyên. Lúc này, tốc độ của Triệu Mục phía sau đột nhiên tăng nhanh. Diệp Huyên cũng không dừng lại mà là tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng không ngại đánh với nữ nhân này một trận, nhưng hắn sợ trận đánh này sẽ rước liên minh trật tự và đường tộc đến. Lúc đó không phải là đấu đôi nữa, mà là quần đấu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên đã đến một chỗ trên mặt biển, mà Triệu Mục kia vẫn không rời đi. Đúng lúc này, Triệu Mục bỗng dừng lại, nàng ấy nhìn tia kiếm quang nơi cuối chân trời, hai mắt chậm rãi khép lại, im lặng trong chốc lát, nàng ấy tiến lên một bước. Xoẹt! Xung quanh như thể có gì đó bị xé rách. Một khắc sau, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chính là Triệu Mục. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, đây là tốc độ gì thế? Triệu Mục nhìn Diệp Huyên, không hề phí một lời nào, tung đấm ra. Cú đấm này vừa tung ra, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức vỡ nát. Chương 1579, muốn tránh cũng không được. Thấy thế, Diệp Huyên không dám khinh thường, lập tức rút kiếm ra chém. Kiếm quang lập tức vỡ vụn, cả người Diệp Huyên thối lùi về sau hơn trăm trượng, mà khi hắn dừng lại, không gian bốn phía đã nứt toác hoàn toàn. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên dần nghiêm lại. Thực lực của cô gái này không chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Lúc này, tay phải Triệu Mục đột nhiên hướng lên trên trời, phút chốc sau, mây đen phía chân trời kéo đến dày đặc, vô số tia chớp tụ lại, một khắc sau, tay phải nàng ấy đột nhiên nắm chặt lại. Đoàng! Một tia chớp đột nhiên chút xuống, rơi thẳng xuống nắm đấm của nàng ấy. Một tia chớp xẹt ngang đất trời. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật lên, đây là chiêu gì vậy, hình như có hơi lợi hại đó. Lúc này, Triệu Mục đột nhiên bước về trước một bước, vừa mới tiến lên, một tia chớp đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyên. Muốn tránh cũng không được. Lần này Diệp Huyên không dám khinh thường nữa, tay phải hắn nắm chặt kiếm, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên hội tụ về kiếm của hắn. Long lực. Tay phải Diệp Huyên cầm kiếm chém về trước. Xoẹt. Một tia kiếm quang màu vàng óng chém thẳng xuống. Ầm ầm. Không gian bốn phía đột nhiên rung lên, ngay sau đó, Diệp Huyên lại lùi về sau thêm lần nữa. Triệu Mục đang định thừa thắng xông lên thì đúng lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên chém tới, nàng ấy cau mày lại, hai cánh tay xoay ngang. Ầm ầm. Hai tia kiếm quang kia chém vào hai cánh tay nàng ấy, nhưng bản thân nàng ấy chỉ lui lại khoảng một trượng, mà vải vóc trên hai cánh tay ấy lại không hề bị rách. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Diệp Huyên ở phía xa trở nên khó coi, yêu nghiệt đến vậy sao? Lúc này toàn thân hắn đã tê dại, nếu không phải kiếm của hắn đã chống lại đại đa số lực lượng của sấm sét, có lẽ hắn đã biến thành một cái thây khô rồi. Đường Thanh đột nhiên nói, có phải ngươi cảm thấy thế hệ trẻ trong thế gian này, chỉ có một mình ngươi là yêu nghiệt? Diệp Huyên đang định nói chuyện thì lúc này, Triệu Mục đột nhiên biến mất. Chương 1580, thân thể quá mạnh mẽ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một khắc sau, hắn nghiêng người phóng ra, một tia chớp bắn ngang qua lồng ngực hắn, mà hắn thì lại rút kiếm chém ngang. Một kiếm này tung ra đã nhắm thẳng vào bụng của Triệu Mục vừa xuất hiện trước mặt hắn không xa, thế nhưng kiếm lại không thể phá tan thân thể của Triệu Mục, chiêu kiếm này như thể vừa chém lên một tấm sắt thần cấp bậc đạo cảnh vậy. Lúc thấy chiêu kiếm này không thể tổn hại đến phòng ngự của Triệu Mục, Diệp Huyên lập tức định thu kiếm về, nhưng lúc này, Triệu Mục đột nhiên lên gối một cái về phía trước. Diệp Huyên vội vàng chém ngang kiếm cản lại. Diệp Huyên lập tức lùi ra hơn trăm trượng. Mà sau khi hắn dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chuôi kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh trong tay hắn vậy mà đã bị cong lại. Cong lại! Đây chính là kiếm bậc tạo hóa cảnh đấy. Cách đó không xa, Triệu Mục đang định ra tay tiếp thì Diệp Huyên đột nhiên nói, trước hết dừng lại chút đã. Nhưng Triệu Mục không hề dừng lại, nàng ấy lại lần nữa bay đến trước mặt Diệp Huyên, khi đến gần lại tung cước đá lên đầu hắn. Một cước vừa tung ra, không gian chung quanh Diệp Huyên vậy mà cũng đổ nát theo. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, hắn không gắng đỡ lại cước này, mà là vội lùi về sau hơn trăm trượng,
nhưng khi hắn chưa kịp dừng lại, một tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Nơi tàn ảnh này đi qua, không gian từng lớp đổ nát. Diệp Huyên cau mày lại, hắn không lùi nữa, cả người đột nhiên biến mất một cách rất quỷ dị, một khắc sau, vô số phi kiếm lập tức nhấn chìm Triệu Mục. Im lặng trong chốc lát. Những phi kiếm kia đột nhiên vỡ nát, nhưng một khắc sau, một phi kiếm khác lại chém tới. Triệu Mục đưa tay chặn lại. Cả người nàng ấy lập tức lùi lại hơn chục trượng, nhưng khi chưa dừng lại, một thanh phi kiếm khác đã chém đến. Cứ thế, trong nháy mắt, Triệu Mục đã lùi về sau hơn 200 trượng. Mà xung quanh, phi kiếm chẳng chịt ngang dọc, một thanh nối tiếp một thanh, căn bản không chừa cho Triệu Mục chút khoảng trống để lấy hơi nào. Nhưng những phi kiếm này cũng không thể làm gì được Triệu Mục. Thân thể quá mạnh mẽ. Lúc này, Triệu Mục đột nhiên để lòng bàn tay phải xuống dưới, một khắc sau, nàng ấy lại bỗng hất ngược lên trên. Chương 1581, nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Một sức mạnh cường đại bỗng nhiên bộc phát từ trong lòng bàn tay nàng ấy, khoảnh khắc nọ, không gian xung quanh nàng ấy lập tức đổ nát, mà phi kiếm của Diệp Huyên cũng theo đó biến mất không thấy tăm hơi. Chốc lát sau, không gian bốn phía khôi phục lại bình thường, mà bấy giờ, hai người đã cách nhau hơn trăm trượng. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên, tay phải nắm chặt lại, đang định ra tay tiếp thì Diệp Huyên đột nhiên nói, chờ chút đã. Nói xong, hắn nghiêm mặt lại, cô nương, cô biết ta là ai không? Triệu Mục nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói, ta nói cho cô biết, ta là người của liên minh trật tự đó, cô đã nghe qua chưa? Cô, giọng nói im bặt đi. Bởi vì Triệu Mục trước mặt hắn đột nhiên vọt đến, nhưng một khắc sau, vô số thanh phi kiếm đã cản trước mặt nàng ấy. Triệu Mục đấm ra một quyền. Chốc lát sau, tất cả phi kiếm ở chung quanh đã biến mất. Mà lúc này đây, Diệp Huyên đã không còn. Thấy cảnh này, Triệu Mục hơi nhăn mày lại, nàng ấy nhìn lướt qua bốn phía, thần thức tựa một tấm lưới lớn răng ra ngoài, nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Im lặng trong chốc lát, nàng ấy đột nhiên tung một chưởng xuống phía dưới. Ầm ầm, nơi lòng bàn tay hạ xuống, không gian lần lượt đổ nát, chớp mắt sau, không gian trong ngàn trượng xung quanh cũng đổ nát. Mà sau khi không gian được pháp luật thiên địa khôi phục lại, Triệu Mục đã không thấy đâu nữa. Triệu Mục đi tới trật tự thành, trước cửa thành, nàng ấy nhìn ba chữ trật tự thành ở trên cao, một khắc sau, nàng ấy tung ra một quyền. Cả tường thành trước mặt nàng ấy bị một quyền này đấm cho đổ nát. Trong trật tự thành, vô số người kinh hãi. Triệu Mục đi vào trong thành, cuối cùng, nàng đi đến phủ thành chủ trật tự thành, Liễu Sĩ Bạch đi ra ngoài, khi thấy Triệu Mục, hắn ta khẽ nhíu mày lại, các hạ. Lời chưa đến, Triệu Mục ở đối diện đã tung ra một đấm. Trong nháy mắt, vô số sấm chớp chút xuống phủ thành chủ như vũ bão. Sắc mặt Liễu Sĩ Bạch lập tức thay đổi. Thân thể hắn ta rung lên, lùi vội về phía sau. Ầm ầm, chỉ chốc lát, cả tòa phủ thành chủ đã hóa thành cho bụi. Chương 1582, Nam Phái Võ Sư. Cách đó không xa, Liễu Sĩ Bạch kia đã tái nhợt mặt mày, hắn ta kinh hãi nhìn về phía Triệu Mục, thực lực này quả thật quá kinh khủng. Lúc này, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm vào Triệu Mục, các hạ là người phương nào, dám đến địa bàn liên minh trật tự dở thói ngang ngược, chán sống rồi sao? Triệu Mục nhìn ông lão áo đen, một khắc sau, nàng ấy đột nhiên biến mất. Rắc! Xung quanh, từng lớp không gian bắt đầu nứt ra. Thấy Triệu Mục ra tay, sắc mặt ông lão áo đen lập tức thay đổi. Nữ nhân này là ai? Ông lão áo đen vừa hiện lên suy nghĩ này trong đầu thì Triệu Mục đã xuất hiện trước mặt lão, ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường đại lao thẳng về phía lão. Ông lão áo đen lạnh mặt lại, nhưng không lùi bước, lão cũng tung một quyền về phía Triệu Mục. Cú đấm này lão rất tự tin. Dù sao lão cũng là cường giả chi đạo cảnh. Sao có thể thua bởi một cô gái trẻ tuổi như vậy được? Nhưng lúc nắm đấm của Triệu Mục nện vào nắm tay của lão hối hận rồi. Răng rắc, xung quanh vang lên tiếng xương gãy, ngay sau đó, ông lão áo đen lập tức lùi về sau hơn 10 trượng. Mà khi lão vừa dừng lại, đất đai dưới chân lão đã hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này,
cường giả liên minh trật tự ở xung quanh đều nghiêm mặt lại. Mà sắc mặt của ông lão áo đen lúc này cũng trầm xuống, toàn bộ cánh tay phải của lão đã nát tan, không chỉ thế, lục phủ ngũ tạng cũng đã có dấu hiệu nứt ra. Uy thế của một quyền khủng bố đến mức ấy. Lần giao chiến vừa rồi, lão rõ ràng đã hoàn toàn thất bại. Ông lão áo đen nhìn về phía Triệu Mục, rốt cuộc cô là người phương nào? Lúc này, Liễu Sĩ Bạch cách đó không xa đột nhiên nói, nàng ấy là Triệu Mục. Triệu Mục. Trong mắt của ông lão áo đen co lại, học trò của Nam Phái Võ Sư, Triệu Mục. Nam Phái Võ Sư. Đây là một người hết sức khủng bố, cho dù là liên minh trật tự cũng không thể không đối xử thận trọng với người đó. Bởi vì trăm năm trước, người này đã đứng thứ hai bảng đạo, còn trở thành võ thánh siêu phàm, đây là võ thánh siêu phàm trẻ tuổi nhất trong vạn năm qua ngoại trừ tổ sư Chu Á Phu của võ viện. Chương 1583, đây là vụ oan giá họa mà. Mà bây giờ, người này đã có thể nói là sâu không lường được. Thiên hạ ngày nay, có lục đại chí tôn, tinh chủ là một trong số đó, mà Nam Phái Võ Sư này, cũng là một trong số đó. Nhân vật như thế, cho dù là liên minh trật tự cũng không dám đắc tội vào. Ông lão áo đen trầm giọng nói, Mục cô nương, cô đến đây ra tay với liên minh trật tự ta, chắc hẳn là phải có nguyên nhân gì chứ. Triệu Mục đưa tay vạch nhẹ xuống mặt đất, chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã xuất hiện hai chữ kiếm tu. Ông lão áo đen khẽ nhíu mày lại, kiếm tu, ý Mục cô nương là. Triệu Mục lại vạch thêm một đường, trên mặt đất lại xuất hiện hai chữ, ra đây. Kiếm tu ra đây. Ông lão áo đen nhìn Liễu Sĩ Bạch ở cách đó không xa, Liễu Sĩ Bạch trầm giọng nói, ý của Mục cô nương là một kiếm tu của liên minh trật tự ta đã chọc giận cô nương. Triệu Mục gật đầu, nàng ấy nhẹ nhàng vung tay lên. Trên mặt đất lại xuất hiện một hàng chữ, bảo hắn ra đây. Liễu Sĩ Bạch nhìn về phía ông lão áo đen, lão âm u nói, liên minh trật tự ta tuy có kiếm tu, nhưng chưa từng xuất hiện ở đây, hơn nữa. Hai người đó còn đang bế quan. Lúc này, Triệu Mục lại đưa tay vạch ra, trên mặt đất lại xuất hiện hai chữ trẻ tuổi. Kiếm tu trẻ tuổi. Ông lão áo đen ngây người, một khắc sau, lão như thể nghĩ đến điều gì, vội vàng vung tay lên, một tấm chân dung hư ảo xuất hiện ở trước mặt lão. Chân dung đó chính là Diệp Huyên. Ông lão áo đen hỏi, Mục cô nương, là người này đúng không? Triệu Mục gật đầu. Ông lão áo đen trầm giọng nói, Mục cô nương, đây không phải là người của liên minh trật tự ta. Triệu Mục nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu. Ông lão áo đen vội vàng nói, Mục cô nương, lão phu quả thật không lừa cô, Diệp Huyên này không phải là người của liên minh trật tự, mà chúng ta cũng đang tìm hắn đây. Nói đến đây, lão như nghĩ đến điều gì đó nên quay sang hỏi Triệu Mục, hắn nói với cô hắn là người của liên minh trật tự sao? Triệu Mục gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Đây là vụ oan giá họa mà. Chương 1584, đây chắc chắn là chuyện quá tốt. Lúc này, Triệu Mục cách đó không xa xoay người rời đi. Ông lão áo đen vội nói, Mục cô nương, hắn đắc tội cô rồi à? Triệu Mục không đáp lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Mục, Mục cô nương. Liên minh trật tự ta đang tìm hắn, không bằng chúng ta liên thủ đi. Nếu có thể kéo Triệu Mục này về phe, thì đối với liên minh trật tự mà nói, đây chắc chắn là chuyện quá tốt. Triệu Mục liếc mắt nhìn ông lão áo đen, không nói gì cả, chỉ tiếp tục bước đi. Ông lão áo đen lại xuất hiện trước mặt Triệu Mục, mà lúc này, Triệu Mục đột nhiên đấm ra một quyền. Sắc mặt ông lão áo đen lập tức thay đổi, lão giơ tay trái lên đỡ lại. Ông lão áo đen lập tức thối lui hơn trăm trượng. Mà toàn bộ cánh tay trái của lão bây giờ đã nứt toác, cùng lúc đó, trên mặt đất trước mặt lão có một chữ phiền. Ông lão áo đen. Sau khi Triệu Mục rời đi, sắc mặt của ông lão áo đen lập tức lạnh xuống, Diệp Huyên này phải chết. Nói xong, lão nhìn cánh tay phải của mình, nơi đó giờ đã rỗng tuếch. Thấy vậy, sắc mặt ông lão áo đen dần trở nên dữ tợn. Liễu Sĩ Bạch cách đó không xa nhìn ông lão áo đen, không biết đang suy nghĩ gì. Một nơi nào đó trên hải đảo, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này đây, hắn đang điên cuồng hấp thụ thần tinh. Không thể không nói,
Thực lực của Triệu Mục này thật sự quá mạnh mẽ, trận đánh vừa nãy khiến hắn tiêu hao sức lực quá nhiều. Lúc này, Đường Thanh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ả ta nhìn Diệp Huyên rồi nói, ta phát hiện một bí mật. Diệp Huyên có hơi ngạc nhiên, bí mật gì? Đường Thanh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi. Đường Thanh lắc đầu, phương thốn của ngươi thoạt nhìn đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng thật ra không phải vậy, bởi vì ngươi vẫn chưa dùng đến sát chiêu chân chính. Mà những lá bài tẩy kia của ngươi, căn bản chỉ cần xuất hiện là nhất định sẽ đoạt mạng người, ví như thanh kiếm kia của ngươi. Theo ta biết, kiếm kia của ngươi nhắm vào linh hồn, lúc phương thốn giao thủ với nữ nhân kia, tuy thân thể nàng ấy mạnh, nhưng chưa chắc linh hồn cũng đã mạnh, ngươi tung chiêu kiếm ấy ra, một khi nàng ấy cứng đối cứng với nó, ngươi chắc chắn đã giết được nàng ấy, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, nếu nàng ấy không có lá bài tẩy, một chiêu kiếm này tung ra, chắc chắn nàng ấy sẽ chết. Nhưng ta có lá bài tẩy, người khác sao có thể không có được? Cô nói có đúng không? Đường Thanh cười đáp, rõ ràng là ngươi thương Hương Tiếc Ngọc. Diệp Huyên lắc đầu, thứ nhất, ta với nàng ấy không có thâm cừu đại hận, nói đúng hơn là ta đã sai trước. Thứ hai, ta cũng không chắc chắn có thể giết được nàng ấy, nếu liều mạng với nàng, có khi cả hai bên đều tổn hại, như vậy có lợi với ta không? Không có, chẳng có gì cả. Thứ ba, người này đã đạt được đến trình độ đó rồi, thế lực sau lưng tất sẽ không yếu, ta giết nàng ấy, chắc chắn sẽ chuốc họa vào thân, cô nói xem. Đường Thanh lạnh lùng nói, nàng ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 1585, một luồng kiếm quang chém sượt qua đỉnh đầu. Diệp Huyên cười nói, đường cô nương, chúng ta đổi chủ đề đi, ví như, ta muốn biết rốt cuộc đường tộc có đến cứu cô không đây. Đường Thanh không tỏ vẻ gì, người nói thử xem. Diệp Huyên cười bảo, vậy phải xem tầm quan trọng của đường cô nương rồi. Đường Thanh ngồi xuống ở bên cạnh, nếu ngươi muốn lợi dụng ta để nắm thóp đường tộc thì ngươi lầm to rồi. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Đường Thanh lạnh nhạt nói, lợi ích của gia tộc là trên hết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, sẽ hy sinh cô à? Đường Thanh cười nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên đột nhiên cười nói, đừng có chắc chắn như thế, chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ thử xem thử đường tiểu thư có quan trọng ở trong gia tộc hay không. Đường Thanh liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên không nói gì nữa, tiếp tục hấp thu thần tinh. Cứ như vậy, khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên gần như đã hoàn toàn khôi phục, hắn đứng dậy nhìn Đường Thanh ở cách đó không xa, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu hai người đột nhiên nứt ra. Một bàn tay khổng lồ đánh xuống từ khe nứt không gian ấy. Diệp Huyên híp hai mắt lại, cũng búng tay lên. Vù! Một luồng kiếm quang phóng lên trời, lập tức chém lên bàn tay khổng lồ kia. Xoẹt! Toàn bộ đá tảng xung quanh lập tức bị nứt thành hai nửa, mà lúc này, một bóng người đáp xuống từ trên không trung. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, nhẹ nhàng vạch ra một đường. Xoẹt! Một luồng kiếm quang chém sượt qua đỉnh đầu gã. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người kia lùi ra ngoài hơn 10 trượng. Là một thanh niên, khoảng chừng 20 tuổi. Thanh niên nọ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một thanh phi kiếm đã xuất hiện ở trước mặt gã. Sắc mặt thanh niên nọ thay đổi, gã nghiêng người sang một bên, tránh được phi kiếm kia, nhưng một khắc sau, một thanh kiếm đã lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau gã. Thấy thanh phi kiếm này, thanh niên nó cả kinh ở trong lòng, gã mạnh mẽ phóng sang bên cạnh, nhưng vẫn có hơi chậm, thanh kiếm kia lập tức chém đến tận gốc cánh tay phải của gã. Bên phải, thanh niên vừa dừng lại, một thanh kiếm khác lại đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Chương 1586, đường tộc cô cho phép chúng tới giết cô à? Trong mắt thanh niên kia co lại, lúc này đây, gã biết mình xong rồi. Nhưng khi kiếm còn cách mi tâm gã chừng nửa tấc, kiếm bỗng dừng lại. Một ông lão chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh thanh niên từ khi nào, mà trên tay lão đang nắm lấy thanh phi kiếm kia. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão mặc một áo bào hoa, khí tức nội liếm, không nhìn ra được sâu cạn thế nào. Ông lão lạnh lùng nhìn thanh niên, không biết tự lượng sức mình, bây giờ biết chênh lệch giữa mình và người khác chưa? Sắc mặt thanh niên kia hơi khó coi, nhưng không dám đáp lời. Ông lão quay đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa. Không hổ là người khiến cả liên minh trật tự và kiếm tông đều đau đầu, quả thật không tầm thường.
Diệp Huyên nhìn Đường Thanh ở bên cạnh, đây là người Đường tộc à? Đường Thanh lắc đầu. Diệp Huyên lại hỏi, liên minh trật tự. Đường Thanh lại lắc đầu. Diệp Huyên còn định hỏi thì Đường Thanh đã lên tiếng, nhà họ Tần. Nhà họ Tần. Ngây cả người, sau đó có hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của ta, ta đâu đắc tội gì với nhà họ Tần đâu. Đường Thanh lạnh lùng nói, nhà họ Tần có hôn ước với Đường tộc ta. Diệp Huyên hơi run run, chẳng mấy chốc, hắn đã xoay người nhìn về phía hai ông lão kia, các người tới cứu nàng ta à? Ông lão hờ hững nói, Diệp Huyên, lão phu không muốn phí lời với người, chúng ta muốn cô gái này. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, các ngươi không phải đến cứu nàng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh lạnh lùng nói, ta bị ngươi cưới rồi, người đời sao còn thấy ta trong trắng nữa. Nghe thế, Diệp Huyên đã hiểu. Nhà họ Tần này không phải đến cứu người, mà là tới giết người. Diệp Huyên trầm giọng nói, Đường tộc cô cho phép chúng tới giết cô à? Đường Thanh cười cười, bọn họ tới được đây, vậy có nghĩa là ta đã bị vứt bỏ rồi. Hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhìn về phía ông lão, các hạ, thật ra ta với Đường tiểu thư trong sáng lắm, thật sự đó, chúng ta còn chưa nắm tay nhau nữa. Diệp Huyên. Chương 1587. Vậy cô chính là kẻ phản bội của Đường tộc. Lúc này, thanh niên ở cách đó không xa đột nhiên gầm lên, người muốn chết. Diệp Huyên không để ý đến thanh niên kia, mà chỉ nhìn sang Đường Thanh, bọn họ không tin ta, xong rồi. Trong trắng cả đời này của ta bị cô phá hủy rồi. Mí mắt của Đường Thanh giật lên, đang định nói chuyện thì thanh niên ở phía xa kia bỗng lên tiếng chửi ả ta, tiện nhân, sao ngươi không chết đi? Làm ô uế thanh danh của nhà họ Tần ta, làm ô uế thanh danh của cả ta. Mẫu thân của ngươi là tỳ nữ đê tiện nhất Đường tộc, ngươi cũng vây. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyên, ả nhướn mày lên, tối hôm qua chàng cử lắm, xương cốt của ta nhũn cả ra. Đêm nay ta còn muốn nữa. Diệp Huyên, nghe những lời Đường Thanh nói, sắc mặt người thanh niên ở bên cạnh bỗng nhiên tái mét, hắn ta đang định nói gì đó thì lão già bên cạnh lạnh lùng nói, mất hết cả thể diện. Người thanh niên nhìn về phía lão già, nhị thúc, ta. Lão già liếc nhìn người thanh niên một cái, căm phẫn là biểu hiện của kẻ nhu nhược. Người thanh niên không dám cãi lại, chỉ có thể kìm nén mà nhìn Đường Thanh cách đó không xa. Lão già nhìn Đường Thanh cô nương, lão phu hy vọng cô có thể hiểu được. Đường Thanh cười nói, các ngươi muốn giết ta, còn muốn ta hiểu sao? Lão già nhẹ giọng nói, cái này mà muốn trách thì phải trách bản thân cô, vốn dĩ ở trong Đường tộc, địa vị của cô rất được tôn sùng, còn thông gia với nhà họ Tần ta nhưng cô lại bị Diệp Huyên bắt lại. Thứ cho lão phu nói thẳng, vì thanh danh của nhà họ Tần ta và Đường tộc cô cũng nên lựa chọn tự kết liễu đời mình đi. Đường Thanh nở nụ cười. Diệp Huyên ở bên cạnh thì lặng im. Đường Thanh đột nhiên cười nói, thanh danh, ha ha. Trong tiếng cười lộ ra chút thê lương. Sắc mặt lão già lạnh băng, trưởng lão của nhà họ Đường cô đã ra lệnh, nếu như cô chết, bọn họ chắc chắn sẽ giết Diệp Huyên để báo thù cho cô. Không chỉ như vậy. Cô còn là đại tiểu thư của Đường tộc nên sẽ được an táng long trọng, thậm chí còn có thể vào điện anh tài của Đường tộc. Đường Thanh lắc đầu nở nụ cười, nếu như ta không tự sát thì sao? Lão già nhìn thẳng vào Đường Thanh, vậy cô chính là kẻ phản bội của Đường tộc. Đường Thanh trầm ngâm một lát. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên hỏi, làm sao các ngươi tìm được ta? Lão già lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi thật sự coi thuật ẩn náu của mình là vô địch thiên hạ sao? Diệp Huyên cười nói, các ngươi tìm được ta nhưng lại không thể đưa cao thủ của Đường tộc đến, các ngươi thật sự có vấn đề nha. Chương 1588, chuyện này ta cũng chưa nghĩ tới. Lão già híp hai mắt lại, ngươi có ý gì? Diệp Huyên nhìn bốn xung quanh, cười ha ha, không có gì, ta chẳng có ý gì cả. Lão già không để ý đến Diệp Huyên nữa mà nhìn về phía Đường Thanh, cô chọn kỹ chưa? Đường Thanh nhẹ giọng nói, em gái ta. Lão già nói, cô yên tâm, Đường tộc sẽ không làm liên lụy đến bất kỳ ai khác. Đường Thanh gật đầu, hiểu rồi. Vừa dứt lời, ả ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó là khung cảnh chiều tà. Đường Thanh khẽ mỉm cười, những năm gần đây, ta chưa từng phát hiện ra là ánh chiều tà này lại đẹp như vậy. Nói xong,
tay phải của ả ta đột nhiên đánh một quyền vào trán mình. Lúc bàn tay của ả ta sắp đánh vào trán mình, một thanh kiếm đột nhiên chặn tay ả ta lại. Người ra tay chính là Diệp Huyên. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, hắn lắc đầu mỉm cười, Đường Thanh cô nương, cô thật sự ngu ngốc. Đường Thanh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên cười nói, Thanh danh, danh dự của gia tộc, ta xin hỏi cô, nhà họ Tần này muốn cô chết như thế, tại sao cô còn phải để tâm đến thanh danh của bọn họ? Còn Đường tộc bởi vì cái gọi là thanh danh mà muốn hy sinh cô chết vì một gia tộc như thế này, có đáng không? Đường Thanh cười nói, Diệp công tử, vậy ngươi thấy ta nên làm gì? Diệp Huyên cười giễu, chuyện này ta cũng chưa nghĩ tới. Đường Thanh khẽ mỉm cười, như lời lão ta nói, đây đã là kết cục tốt nhất của ta, chỉ ít còn có thể giữ lại được thanh danh, không phải sao? Diệp Huyên lắc đầu, cô nhầm rồi. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên nghiêm túc nói, thanh danh gì chứ, đều là phù phiếm cả. Theo ta thấy, người khác đối xử với mình như thế nào thì mình sẽ đối xử với người ấy như vậy. Nhà họ Tần muốn cô chết là vì cái gọi là thanh danh, còn nhà họ Đường muốn cô chết cũng là bởi vì cái gọi là thanh danh và danh dự. Đây chính là kiểu chó má. Trong lòng bọn họ, cô còn không bằng những thứ đó. Vậy mà cô còn muốn giúp bọn họ giữ được nó, cô tự hỏi mình xem như vậy có đáng không? Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, nếu như có một ngày, võ viện đối xử với em gái ngươi như vậy thì sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta chắc chắn sẽ giết sạch tất cả những người của võ viện. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, ả ta không nói gì cả. Diệp Huyên lại nói, em gái ta có thể chiến đấu vì võ viện, thậm chí là chết trên chiến trường, đó là bởi vì con bé là học viên của võ viện. Nếu như võ viện có khó khăn, con bé không thể bỏ chạy, càng không thể phản bội võ viện, đây là trách nhiệm. Nhưng nếu võ viện dùng cách này khiến cho con bé chết, ta không bằng lòng. Chương 1589. Bản thân ngươi có tin lời này không? Đường Thanh lắc đầu, em gái ngươi có một người anh trai có thể bất chấp tất cả vì mình, nhưng ta không có. Diệp Huyên nói, vậy thì cô càng phải nắm chắc vận mệnh trong tay mình. Đường Thanh đang định nói gì đó thì đúng lúc này, người thanh niên cách đó không xa đột nhiên gằn giọng, nói xong chưa? Nếu như... Diệp Huyên bất chợt xoay người, ngay sau đó, một thanh phi kiếm bỗng chém về phía người thanh niên. Sắc mặt lão già thay đổi, lão ta phất tay áo một cái. Thanh phi kiếm đó lập tức bị chặn lại. Lão già nhìn về phía Diệp Huyên, đang định nói thì một âm thanh từ bên cạnh truyền đến, cẩn thận, đây là ảo cảnh. Vừa dứt lời, lão già bỗng quay lại, đầu của người thanh niên bên cạnh lão ta đã bay thẳng ra ngoài. Máu tươi như trút ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão già ngây cả người, đương nhiên còn thêm chút khiếp sợ. Mà hai mắt người thanh niên đó trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó mà tin được. Hắn ta không ngờ rằng bản thân lại chết như vậy. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn người thanh niên đó, lúc ta nói chuyện thì đừng có chen mõm vào. Nói xong, hắn nhìn về phía lão già cách đó không xa, khuôn mặt lão ta chợt thay đổi. Lão ta lùi về phía sau mấy chục trượng để kéo xa khoảng cách với Diệp Huyên. Mà lúc này, xung quanh Diệp Huyên lại xuất hiện 6 ông lão. Thấp nhất cũng là thị đạo cảnh. Trong đó có 3 người là cao thủ chi đạo cảnh. Diệp Huyên nhìn về phía Đường Thanh, có cao thủ của Đường tộc không? Đường Thanh nhìn lướt qua 6 người đó, lắc đầu, không có. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, các ngươi điều tra được tung tích của ta nhưng lại không thông báo cho Đường tộc. Xem ra các ngươi muốn độc chiếm món bảo vật đó. Hai mắt lão già híp lại, cũng không phải là bọn ta muốn độc chiếm món bảo vật đó, chỉ là muốn có được nó trước rồi tặng cho Đường tộc. Diệp Huyên lắc đầu, bản thân ngươi có tin lời này không? Trong mắt lão già đó lóe lên một luồng sát ý, ra tay đi. Dứt lời, 6 cao thủ xung quanh hắn đang định ra tay thì Diệp Huyên bỗng nhiên nói, từ từ đã. Lão già cau mày lại. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta bằng lòng giao bảo vật đó ra. Chương 1590. Phân tách. Nghe thấy vậy, lão già đó xứng người lại, ngươi. Tự nguyện giao món bảo vật đó. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão già nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên mà không nói gì cả. Diệp Huyên nói, ta nói nghiêm túc đấy. Lão già nở một nụ cười dữ tợn, ngươi coi lão phu là đồ ngu xuẩn sao. Nói xong.
lão ta nhìn về phía cao thủ của nhà họ Tần, cùng nhau ra tay, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dứt lời, bảy người trực tiếp xông thẳng về phía Diệp Huyên. Lão ta hiểu rất rõ, Diệp Huyên chắc chắn đang giở trò gì đó. Mà cách tốt nhất chính là giết luôn Diệp Huyên, như vậy thì bất kể Diệp Huyên có giở trò gì cũng vô dụng. Nhìn thấy bảy người xông đến, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn không ngờ rằng lão già này lại quả quyết như vậy. Một đánh bảy. Tất nhiên hắn không thể đánh lại. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Thanh, mau thông báo cho cao thủ của Đường tộc, nói nhà họ Tần làm phản rồi. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một lá bùa truyền âm xuất hiện trước mặt Đường Thanh. Đường Thanh liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó ngón tay trắng trẻo của ả ta nhẹ nhàng vò lá bùa truyền âm biến mất, sau đó ả ta nhìn về đám cao thủ nhà họ Tần, họ sẽ tới ngay. Đám cao thủ nhà họ Tần dừng lại. Sắc mặt của lão già cầm đầu vô cùng khó coi, lão ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên rồi cười gằn, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì có thể xoay chuyển tình thế sao? Giết, mau giết hắn. Dứt lời, bảy người đồng loạt ra tay. Diệp Huyên chợt thu Đường Thanh vào trong tháp giới ngục, ngay sau đó, hai tay hắn cầm lấy kiếm rồi chém về phía trước một nhát. Khoảnh khắc này, hắn trực tiếp sử dụng long hồn, long lực và lực lượng ma kha. Nhát kiếm này vừa chém xuống. Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài. Bay xa ra tới mấy trăm trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, mấy tên cao thủ trước mặt hắn lại định ra tay lần nữa. Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm chấn hồn trong tay rồi chỉ về phía trước, phân tách. Dứt lời, kiếm chấn hồn rung lên kịch liệt, một luồng sức mạnh thần bí xẹt qua nơi đây. Ngay sau đó, ở gần trước mặt hắn, một cao thủ nhà họ Tần xông lên đầu tiên đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt ông ta tràn đầy sự sợ hãi. Chương 1591, kiếm chấn hồn. Mà những người khác cũng liên tiếp dừng lại rồi nhìn về phía cao thủ đó, lúc này đôi mắt ông ta đã mất đi thần sắc. Linh hồn đã không còn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cao thủ nhà họ Tần ở đây ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ và kiêng dè. Chém một cái, linh hồn mất luôn rồi. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Huyên. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Huyên có hơi tái nhợt nhưng hắn vẫn đứng thẳng, giống như một thanh kiếm sắc sắp ra khỏi vỏ, lộ ra sự sắc bén của mình. Lúc này, lão già cầm đầu của nhà họ Tần đột nhiên nói, hắn ta bị phản phệ rồi, mau, mau giết hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm chỉ vào một cao thủ thí đạo cảnh gần phía bên phải hắn, phân tách hắn cho ta. Vừa dứt lời, sắc mặt tên cao thủ bị kiếm chấn hồn của Diệp Huyên chỉ vào lập tức thay đổi. Ông ta điên cuồng lùi về phía sau, nhưng còn chưa lùi được mấy bước thì đã cảm thấy dường như bản thân mình có thứ gì đó đang dần dần biến mất. Linh hồn. Tên cao thủ đó hoảng sợ mà cất tiếng nói cứu. Ông ta còn chưa nói xong thì cơ thể đã cứng đơ lại, có thể thấy rõ hai mắt ông ta đã mất đi tiêu cự. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người ở đó lập tức thay đổi. Trong chớp mắt lại giết chết một đạo cảnh. Đám cao thủ nhìn về phía Diệp Huyên, lần này trong mắt bọn họ đều mang vẻ kiêng dè sâu sắc. Cho dù là lão già cầm đầu, trong mắt lão ta cũng tràn đầy nỗi lo sợ, lão ta nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm này có gì đó quái lạ. Quái lạ! Tất cả mọi người dồn dập nhìn vào thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Kiếm chấn hồn! Diệp Huyên nhếch miệng nở một nụ cười, không quái lạ chút nào, thật đấy, bây giờ ta đã bị phản phệ, một phát kiếm cũng không chém ra được nữa. Mau đến đánh ta đi. Nghe thấy những lời này của Diệp Huyên, lão già cầm đầu của nhà họ Tần hơi cong khóe mắt. Lão ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sau đó nhìn về đám cao thủ nhà họ Tần, hắn chắc chắn đã bị phản phệ rồi, mọi người cùng nhau liên thủ, hắn nhất định sẽ chết. Đang định xông lên thì lão ta nhanh chóng phát hiện ra rằng, ngoài mình, những người khác không hề nhúc nhích. Lão ta ngây cả người, sau đó tức giận nói, hắn ta đã sức cùng lực kiệt rồi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Đám cao thủ đưa mắt nhìn nhau, ngay lúc bọn họ còn đang do dự, Diệp Huyên đột nhiên hô lên một tiếng. Chương 1592, các ngươi qua đây. Bọn họ nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên lau những giọt mồ hôi lạnh trên mặt mình sau đó nói ta bị phản phệ rồi. Ta chẳng còn chút sức lực nào cả. Các người máu đến đánh ta đi. Thật đấy, ta không lừa các người đâu.
Ta cầu xin các ngươi đó. Đánh ta đi, da ta thật sự rất ngứa. Đám cao thủ xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt mấy cao thủ nhà họ Tần ở đó lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên này dường như đang cố ý dụ dỗ bọn họ ra tay. Lúc này, lão già cầm đầu của nhà họ Tần đột nhiên tức giận nói, hắn đang cố ra vẻ đấy. Dứt lời, lão ta quay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, ngươi lừa được bọn họ chứ không lừa nổi lão phu đâu. Nói xong, hắn xông thẳng về phía Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, tay hắn cầm kiếm chấn hồn chỉ về phía lão già đó. Lão già đó thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lão ta vội vàng dừng lại đồng thời lùi về phía sau mấy chục trượng. Mọi người xung quanh, lão ta nhìn Diệp Huyên, mặc dù lão ta không hề hấn gì nhưng trong lòng vẫn có chút run sợ. Thanh kiếm này của Diệp Huyên quá kỳ dị rồi. Mà trực giác nói cho lão ta biết, Diệp Huyên này chắc chắn thế suy sức yếu, chỉ cần nhẹ nhàng áp chế là đã có thể tiêu diệt được hắn. Nhưng lão ta cũng sợ, sợ Diệp Huyên vẫn còn năng lực tung ra một nhát kiếm. Có điều lão ta cũng hiểu rất rõ, ngay lúc này có thể chính là cơ hội tốt nhất của mình. Nghĩ đến đây, lão ta đã định ra tay, mà Diệp Huyên cách đó không xa lại đột nhiên gào thét, các ngươi qua đây. Tiếng gào thét này giống như tiếng sấm rung chuyển. Mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên trắng bệch đồng thời mang theo vẻ dữ tợn giống như một con thú hoang đang phát điên. Lão già cầm đầu của nhà họ Tần chợt nói, nếu như tất cả chúng ta bị một mình hắn trấn áp, vậy thì sau này chúng ta chắc chắn sẽ sinh tâm ma, không thể nào tiến thêm nửa tấc. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Như lời lão già ấy nói, nếu như đám người của mình bị một thằng oát con vắt mũi chưa sạch trấn áp, chuyện này không chỉ là truyền ra ngoài không lọt tai cho lắm mà trong lòng cũng sẽ sinh ra nỗi khiếp sợ. Nỗi khiếp sợ này rất có thể sẽ biến thành tâm ma. Nghĩ đến đây, đám người đó liếc mắt nhìn nhau, sau đó xông về phía Diệp Huyên. Chương 1593, cao thủ của Liên minh trật tự. Ở nơi xa xa, gương mặt Diệp Huyên không có chút cảm xúc, tay phải của hắn nắm chặt lấy kiếm chấn hồn, một luồng sức mạnh cực lớn ngưng tụ trong cánh tay phải của hắn. Đúng lúc này, ở phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện mấy luồng khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám cao thủ của nhà họ Tần lần lượt dừng lại. Lão già cầm đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt lão ta ngay tức khắc trở nên khó coi lạ thường. Cao thủ của Đường tộc. Lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên nói, ta đầu hàng. Đám người nhà họ Tần nhìn Diệp Huyên, giữa hàng lông mày của Diệp Huyên bỗng xuất hiện một tòa tháo hư ảo nho nhỏ. Tiếp theo đó, tòa tháp hư ảo kia trực tiếp bay tới trước mặt đám cao thủ nhà họ Tần. Đám người nhà họ Tần ngây cả người, Diệp Huyên này làm chuyện gì vậy? Nhưng không lâu sau, ánh mắt của bọn họ đều tập trung lên tòa tháp nhỏ ở trước mặt. Nhìn thấy tòa tháp nhỏ nhầy, sắc mặt của đám người nhà họ Tần lập tức trở nên nghiêm nghị. Tất nhiên nhiều hơn cả là tâm trạng hào hứng và lòng tham không đáy. Lúc này, một tên cao thủ nhà họ Tần nhìn về phía lão già cầm đầu, Tần Minh, lấy hay không lấy? Đầu óc lão già tên Tần Minh đó bỗng nhiên tỉnh táo lại, cao thủ nhà họ Đường sắp đến rồi, lấy hay không lấy? Trong phút chốc, Tần Minh cầm lấy luôn tòa tháp giới ngục đó, đi. Dứt lời, đám người nhà họ Tần xoay người bỏ chạy ngay. Mà lúc này cao thủ nhà họ Đường đã chạy tới. Diệp Huyên chợt gào lên, tặc tử nhà họ Tần, trả bảo vật lại cho ta. Hắn vừa chỉ về phía xa xa vừa gào lên giận dữ, nhưng không hề đuổi theo. Người của nhà họ Đường lần này đến có Lão Nhạc và Lâm Mục, hai người nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía chân trời. Sắc mặt hai người họ vô cùng khó coi, Tần Minh lấy đi bảo vật, bọn họ thật sự tận mắt nhìn thấy. Lâm Mục trầm giọng nói, nhà họ Tần muốn tạo phản sao? Sắc mặt của Lão Nhạc bỗng trở nên u ám, đuổi theo. Nói xong, lão ta dường như nghĩ đến điều gì đó, lão ta lại nhìn Diệp Huyên, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn. Ý nghĩ giết người của lão ta đột nhiên trỗi dậy. Diệp Huyên khẽ nói, mấy người còn không đuổi theo, đến lúc đó món chí bảo ấy có thể sẽ rơi vào tay Liên minh trật tự rồi. Nghe thấy vậy, Lão Nhạc lườm Diệp Huyên một cái, người đợi đấy. Nói xong, lão ta và Lâm Mục biến mất luôn ở cuối chân trời.
Hai người họ vừa biến mất chưa được bao lâu thì một đội cao thủ khác đã bay qua đỉnh đầu Diệp Huyên. Cao thủ của Liên minh Trật tự. Chương 1594. Thời khắc thay đổi vận mệnh đến rồi. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, sau đó quay người rời khỏi đó. Hắn tìm được một nơi yên tĩnh rồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Còn tháp giới ngục thực sự không còn ở trên người hắn nữa, nhưng hắn chẳng lo lắng chút nào. Năng lực tự bảo vệ của tòa tháp sách này không phải mạnh bình thường. Hơn nữa, trong tháp còn có tầng 6 và đế khuyển. Ngoài ra người khác cố ý muốn vào tháp căn bản là chuyện không thể. Ở nơi nào đó phía cuối chân trời, đám người nhà họ Tần lao nhanh như điên. Tần Minh cầm đầu thì vô cùng hào hứng. Chí bảo. Giờ đây, thứ mà lão ta cầm trong tay chính là chí bảo của Tứ Duy. Chỉ cần nhà họ Tần lấy được chí bảo này, đồng thời thu phục được nó, lúc ấy nhà họ Tần sẽ không cần dựa vào đường tộc. Thậm chí có thể nhảy vọt trở thành thế lực đỉnh cấp của vũ trụ hỗn độn này. Thời khắc thay đổi vận mệnh đến rồi. Lúc này, ngoài sự hưng phấn và kích động ra, trong đầu Tần Minh đã không còn những thứ khác. Một cao thủ nhà họ Tần bên cạnh lão ta đột nhiên nói, người của đường tộc đuổi tới rồi. Tần Minh híp hai mắt lại, kệ bọn họ. Cao thủ kia do dự một lát rồi nói, Tần Minh, ông đã từng nghĩ, nếu như chúng ta đem vật chí bảo này đi thì sẽ mang lại hậu quả gì cho nhà họ Tần chưa? Tần Minh trầm giọng nói, ý người nói là đường tộc và liên minh trật tự sẽ chèn ép chúng ta. Tên cao thủ kia lắc đầu, không phải là chèn ép, rất có thể sẽ tiêu diệt luôn chúng ta. Nhà họ Tần ta không có năng lực giữ được vật chí bảo này. Tần Minh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cứ giao bảo vật ra như thế sao? Tên cao thủ đó muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Minh lắc đầu, nhà họ Tần ta ở ẩn lâu như vậy rồi, bây giờ vật chí bảo này là hy vọng duy nhất của nhà họ Tần chúng ta, không thể từ bỏ được. Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải liều mạng. Tên cao thủ muốn nói gì đó thì Tần Minh lại trầm giọng nói, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Không thành công thì thành nhân. Tên cao thủ đó khẽ thở dài rồi gật đầu. Như lời Tần Minh nói, bây giờ nhà họ Tần chỉ có thể liều mạng. Phía sau đám người Tần Minh, đám cao thủ lâm mục của đường tộc đang điên cuồng đuổi theo. Ngoài bọn họ còn có cao thủ của liên minh trật tự. Lâm mục đột nhiên nhìn về phía lão nhạc, mau chóng thông báo với gia tộc. Nói rằng vật chí bảo đã rơi vào tay nhà họ Tần, bảo gia tộc tới hỗ trợ. Lão nhạc gật đầu, ngay sau đó lão ta vò nát một lá bùa truyền âm. Ở Nam Hoang giới xa xôi, nơi nào đó sâu trong ngọn núi lớn, một đám kỵ binh đột nhiên bay lên trời, phía sau đám kỵ binh này là một vệt lửa. Kỵ binh đường tộc. Đám kỵ binh này chỉ có 9 người, nhưng mỗi một người đều là chi đạo cảnh. Không chỉ như vậy. Trang bị mà mỗi một người mang theo thấp nhất cũng là cấp bậc tạo hóa cảnh. 9 người cưỡi yêu diễm mã, bay trên không trung, khí thế hùng hồn, chạy thẳng đến Bắc Hoang giới. Chấm chấm chấm. Bắc Hoang giới, phía sau đám người lâm mục, lão già cầm đầu mặc áo bào đen trầm giọng nói, đường tộc gọi người đến rồi. Nói xong, lão ta quay đầu nhìn sang lão già bên cạnh, gọi người. Lão già đó gật đầu, lòng bàn tay lão ta mở ra. Một miếng ngọc thạch màu đen lập tức vỡ vụn. Chương 1595. Mặc kệ bọn họ, liều mạng đi. Phía bắc của Bắc Hoang giới, trong Đăng Thiên Thành, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, ngay sau đó đám người này biến mất không chút động tĩnh, giống như ma quỷ vậy. Lượng Đạo Tông. Trong một gian mật thất, Mạc Vô Lượng ngồi dưới đất, trước mặt lão ta đặt một chiếc mai rùa, bên cạnh chiếc mai rùa là mấy đồng tiền. Mạc Vô Lượng bấm đốt ngón tay, trong miệng niệm thầm cái gì đó, mà xung quanh lão ta, từng con số kỳ dị đang chuyển động loạn lên. Không biết sau bao lâu, mai rùa trước mặt lão ta đột nhiên vỡ vụn, những con số kỳ dị xung quanh cũng biến mất không chút tăm hơi. Trong miệng Mạc Vô Lượng, một vệt máu tươi từ từ chảy ra. Một lát sau, lão ta đứng dậy đi tới cửa, nhìn về phía cuối chân trời mà có chút ngỡ ngàng, Diệp Huyên. Số mệnh không ở Tứ Duy. Làm sao có thể? Đúng lúc này, một đường thần lôi đột nhiên xuất hiện ở vùng trời của Lượng Đạo Tông, ngay sau đó. Cả tòa Lượng Đạo Tông lập tức biến thành cho bụi. Rất lâu sau, trong đống đổ nát, một lão già bò ra ngoài, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta sai rồi.
ta sẽ không tính số mệnh của hắn nữa. Chấm chấm chấm. Bắc hoang giới, Tần Minh cùng đám cao thủ nhà họ Tần lao nhanh trên bầu trời. Tần Minh ôm chặt lấy tháp giới ngục, cao thủ của gia tộc còn bao lâu nữa mới đến? Một cao thủ bên cạnh lão ta trầm giọng nói, nhiều nhất là nửa khắc. Nhưng cao thủ của Liên minh Trật tự và Đường tộc cũng đang trên đường đuổi tới rồi. Tần Minh gằn giọng nói, mặc kệ bọn họ, liều mạng đi. Nói xong, mấy người bọn họ tăng nhanh tốc độ. Mà phía sau đám người Tần Minh, đám người Lâm Mục và Lão Nhạc cũng đang điên cuồng lao đến. Lâm Mục trầm giọng nói, Lão Nhạc, nhà họ Tần này điên rồi sao? Lão Nhạc lắc đầu, bọn họ không phải điên, mà là liều mạng rồi. Vật chí bảo đó không phải tầm thường, nếu như thật sự nắm được nó trong tay, lúc đó e là Đường tộc ta cũng không làm gì được họ. Lâm Mục không hiểu lắm, vì sao Diệp Huyên lại giao bảo vật này ra? Lão Nhạc trầm ngâm một lát rồi nói, vừa nãy ta thấy sắc mặt của hắn ta trắng bệch, cơ thể yếu ớt, rõ ràng trước đó hắn ta đã giao chiến một trận ác liệt với đám người nhà họ Tần. Mà tất nhiên một mình hắn không thể đánh lại được đám người nhà họ Tần đó, vì vậy có lẽ hắn đã giao bảo vật đó ra để bảo toàn tính mạng. Lâm Mục nghĩ một lúc sau đó gật đầu, mặc kệ người này đi. Chương 1596, có sát ý. Nói xong, gã ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ. Sau khoảng nửa khắc, đám người Tần Minh đã đến trước một thành cổ, tên của thành này là Vạn Sơn Thành. Nơi đây cũng không lớn lắm, còn chưa tới 1 triệu người. Mà nơi đây là thành phụ thuộc của nhà họ Tần. Sau khi vào trong thành, Tần Minh quát lớn tế trận. Dứt lời, mấy cột sáng trong thành đột nhiên phóng lên trời, đánh về phía đám người Lâm Mục đang đuổi tới. Đám người Lâm Mục lập tức bị ép cho dừng lại, nhưng ngay sau đó, mấy người bọn họ bắt đầu điên cuồng phá trận. Trong thành, Tần Minh đem tháo giới ngục đến một mật thất, lão ta nhìn đám cao thủ nhà họ Tần bên cạnh, các ngươi canh giữ ở đây, cao thủ của nhà họ Tần ta sắp đến rồi. Nói xong, lão ta bước vào trong mật thất. Trong mật thất, Tần Minh nhìn tháp giới ngục trước mặt, trong mắt không hề che giấu sự hào hứng. Dần dần sự hào hứng ấy biến thành lòng tham không đáy. Sau đó, lão ta đột nhiên bấm tay rồi nhỏ một giọt máu lên tháp giới ngục. Mọi thứ lặng im trong phút chốc, tháp giới ngục trực tiếp xé rách không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Minh ngây ngẩn cả người. Lúc này, cửa mật thất đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một lão già tóc bạc trắng đi vào. Lão già đó đi thẳng tới trước mặt Tần Minh, bảo vật đó đâu? Tần Minh đưa tại chỗ, có chút hoang mang, nó. Nó vừa còn ở đây mà. Ông già tóc bạc nghe lời Tần Minh nói, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ u ám, ngươi có ý gì? Tần Minh có chút hoảng, vừa rồi nó còn ở đây. Nói xong, lão ta chỉ vào khoảng không trước mặt mình, nó mới vừa ở ngay đây. Ông già tóc bạc nhìn khoảng không trước mặt Tần Minh, một lát sau, lão đột nhiên nhìn về phía ngón tay Tần Minh, nơi đó còn một chút vết máu. Nhìn thấy một màn này, ông già tóc bạc lập tức híp hai mắt lại, người đã thu phục được chí bảo kia. Tần Minh trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, trưởng lão Tần Phong, ta không có. Ta, nó vừa rồi còn ở trước mặt. Ông già tóc bạc Tần Phong nhìn chằm chằm Tần Minh, giao bảo vật đó ra, ta có thể không truy cứu. Sắc mặt Tần Minh tái nhợt đi, lão ta còn muốn nói gì đó, nhưng thần thức của ông già tóc bạc đã khóa chặt lão ta. Có sát ý. Chương 1597. Đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Tần Minh đột nhiên tỉnh táo. Lão ta biết rõ, các cao thủ nhà họ Tần ở bên ngoài đều nhìn thấy lão ta mang theo chí bảo đi vào, mà hiện tại, chí bảo biến mất, không cần nói, lão ta nói gì cũng sẽ không có ai tin. Lão ta không biết vì sao chí bảo này lại biến mất, nhưng lão ta biết, việc này khẳng định có liên quan tới Diệp Huyên. Mà bây giờ khi lão ta đã bình tĩnh lại, càng nghĩ đến Diệp Huyên càng thấy có gì đó không đúng, Diệp Huyên sao có thể giao chí bảo ra một cách dễ dàng như vậy. Chúng quỷ kế của Diệp Huyên rồi. Tần Minh không nghĩ đến Diệp Huyên nữa, bởi vì bây giờ lão ta đã không còn tâm tư nào mà nghĩ đến Diệp Huyên. Lão ta bây giờ chỉ có 2 con đường thứ nhất, chính là chết. Nhà họ Tần nhất định cho rằng lão ta độc chiếm chí bảo, mà lão ta ở trong lòng nhà họ Tần, tuyệt đối không bằng 1/1000 của chí bảo.
Nếu lão ta không lấy ra được chí bảo, không cần nghi ngờ chắc chắn sẽ phải chết. Mà con đường thứ hai này. Lúc này, ông già tóc bạc đột nhiên nói, Tần Minh, chí bảo kia có liên quan tới tương lai của nhà họ Tần ta, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Tần Minh bất thình lình xoay người bỏ chạy. Tốc độ của lão ta cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi mật thất. Ông già tóc bạc nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi, vội vàng đuổi theo. Mà bên ngoài mật thất, một đám đông cao thủ nhà họ Tần đều ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi chạy trốn lên không trung, Tần Minh căm tức nhìn Tần Phong, ông muốn giết người diệt khẩu. Tần Phong. Đám cao thủ cùng ra theo cũng đều nhìn về phía Tần Phong, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mà đám người Lâm Mục ở bên cạnh cũng có chút bối rối, nhà họ Tần này đang làm cái gì? Không trung, Tần Minh nhìn chằm chằm Tần Phong, chư vị, Tần Phong muốn độc chiếm chí bảo. Ông ta sau khi lấy được chí bảo, muốn giết ta diệt khẩu. Các cao thủ nhà họ Tần. Đám người Lâm Mục. Tần Phong nhìn Tần Minh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Chương 1598. Cao thủ chứng đạo. Tần Minh gằn giọng, Tần Phong, ông vẫn còn giả vờ, sau khi ta đưa chí bảo cho ông thế mà lại muốn giết ta, ông là kẻ phản bội nhà họ Tần. Tần Phong híp mắt lại, ta thấy là ngươi đang muốn độc chiếm chí bảo. Tần Minh cả giận nói, ông ngậm máu phun người. Ông quả thật mất trí rồi. Ông còn vô liêm sỉ hơn gã Diệp Huyên kia. Tần Phong tức đến xanh mét mặt mày, tay phải ông ta từ từ siết chặt. Tần Minh, lão phu thấy ngươi thật sự chán sống rồi. Nói xong, ông ta liền muốn động thủ, mà lúc này, Tần Minh đột nhiên nói, các ngươi xem, ông ta muốn giết người diệt khẩu. Giữa sân, các cao thủ nhà họ Tần đều nhìn về phía Tần Phong, sắc mặt có chút không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong giận dữ, các ngươi tin hắn ta. Lúc này, xa xa phía chân trời, một đám kỵ binh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, đại trận bao phủ toàn bộ cổ thành kia ầm ầm sụp đổ. Mà cùng lúc đó, mấy người ông lão áo đen của Liên minh Trật tự cũng đã tìm đến. Đường tộc cùng Liên minh Trật tự vô cùng ăn ý bao vây lấy người của nhà họ Tần. Nhưng bọn họ cũng không động thủ, bởi vì hiện tại xem ra nhà họ Tần này đang tranh chấp nội bộ. Không chung, Tần Phong nhìn chằm chằm Tần Minh, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao làm như vậy? Tần Minh hiểu rất rõ, nếu lão ta không làm như vậy, lão ta chắc chắn sẽ phải chết. Mà làm như vậy, có lẽ còn có một con đường sống. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tần Minh nhìn về phía Tần Phong, lời này nên là ta hỏi ông. Tần Phong híp mắt lại, ngươi cho là gia tộc sẽ tin ngươi sao? Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh ông ta, sau khi người đàn ông kia xuất hiện, sắc mặt của đám người Lâm Mục đều trở nên nghiêm trọng. Cao thủ chứng đạo. Tần Minh nhìn thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt cũng có chút khó coi, người trước mặt đây chính là Tần Thiếu, một trong hai đại hộ pháp của nhà họ Tần. Thực lực của người này có thể nằm trong năm người đứng đầu. Sau khi xuất hiện, ánh mắt Tần Thiếu trực tiếp dừng trên người Tần Minh, vì cái gì? Tần Minh, buồn bã, cười, xem ra Tần Thiếu hộ pháp cũng không tin ta, nếu như không tin, người có lục soát người. Chương 1599, Thiết Kỵ Binh Đường Tộc. Thần thức của Tần Thiếu trực tiếp bao phủ Tần Minh, lão ta không hề phản kháng. Một lát sau, Tần Thiếu hơi nhăn mày, ông ta nhìn về phía Tần Phong trầm giọng nói, lúc trước khi ta vào mật thất, lão ta nói chí bảo kia biến mất rồi. Ta truy hỏi, lão ta liền làm ra những trò này. Tần Thiếu trầm giọng nói, Tần Phong trưởng lão, ta phải lục soát người của ông. Tần Phong gật đầu, lục soát đi. Thần thức Tần Thiếu bao phủ Tần Phong, một lát sau, ông ta nhăn mày càng sâu. Bởi vì không có. Tần Thiếu nhìn về phía Tần Minh, chí bảo kia rốt cuộc là chạy mất, hay là đã rơi vào tay Tần Phong trưởng lão. Tần Minh trầm giọng nói, ở trong tay ông ta. Cách đó không xa, Tần Phong giận tím mặt, Tần Minh, ngươi là chó điên sao? Ngươi có tin lão phu đánh chết ngươi? Tần Minh đang muốn nói, nhưng vào lúc này, Lâm Mục ở cách đó không xa đột nhiên nói, các ngươi diễn màn kịch này quả là không tồi. Các cao thủ nhà họ Tần đều nhìn về phía Lâm Mục cười nói, thật đặc sắc. Nói chuyện một hồi, lại có thể nói thành chí bảo biến mất. Lợi hại,
khâm phục, thật sự khâm phục. Cách đó không xa, ông lão áo đen của Liên minh Trật tự cũng nói, quả thật đặc sắc. Các ngươi nói chuyện, bảo vật bị nói cho mất rồi. Nói đến đây, ông ta lắc đầu cười, chư vị, có phải các ngươi còn muốn nói, bảo vật kia thật ra đã trở về tay Diệp Huyên rồi không? Tần Thiếu nhìn ông lão áo đen, bảo vật kia có linh tính, có thể tự chạy trốn, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Ông lão áo đen thấp giọng thở dài, ta đột nhiên phát hiện, ta có chút đồng tình với Diệp Huyên rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Tần Thiếu, nói thật, người đây là đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Người của nhà họ Tần, lão phu cũng không nhiều lời với các ngươi, hôm nay, nếu các ngươi không giao bảo vật ra, đừng ai nghĩ có thể rời đi. Vừa dứt lời, 10 người áo đen đột nhiên xuất hiện cách chỗ đám người Tần Thiếu không xa. Đám người Tần Thiếu nhìn thấy 10 người áo đen, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người chấp pháp. Đây là nhóm cao thủ tinh nhuệ nhất Liên minh Trật tự, giống như thiết kỵ binh của Đường tộc, chỉ có điều, những người này không có tiếng tăm mấy, bởi vì thông thường những người gặp qua bọn họ đều đã chết. Người chấp pháp. Thiết kỵ binh Đường tộc. Chương 1600. Đây không giống như là đang diễn trò. Sắc mặt Tần Thiếu trở nên cực kỳ khó coi. Đừng nói là hai thế lực vô cùng lớn, cho dù là một cái, nhà họ Tần cũng không ngăn được. Tần Thiếu trầm mặc một lát, nhìn về phía Lâm Mục huynh, việc này khẳng định có hiểu lầm, ta. Lâm Mục lắc đầu, đừng dở trò này. Ngươi trực tiếp giao trí bảo kia cho ta, ta liền tin là hiểu lầm, không chỉ có ta tin, Đường tộc của ta cũng tin, khi đó, chúng ta vẫn là bạn thân nhiều thế hệ. Sắc mặt Tần Thiếu trở nên hơi khó coi. Bảo vật. Ông ta cũng muốn biết rốt cuộc bảo vật này đang ở trong tay ai. Nghĩ vậy, ông ta nhìn về phía Tần Minh, gằn giọng nói, bảo vật kia rốt cuộc có ở trong tay ngươi hay không? Tần Minh mặt không chút thay đổi, không có. Tần Thiếu lại nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong nói bằng giọng lạnh lùng, nhân phẩm của lão phu, ngươi còn không tin. Cách đó không xa, Tần Minh cười lạnh, ở trước trí bảo kia, ai còn có nhân phẩm? Tần Phong nghe vậy, lập tức nổi giận, ông ta quay đầu nhìn Tần Minh, lão tử đánh chết ngươi đồ rác rưởi. Vừa dứt lời, ông ta xông đến chỗ Tần Minh. Tần Minh biến sắc, nhưng lão ta cũng không khoanh tay chịu chết, lập tức xông về phía Tần Phong. Cứ như vậy, hai cao thủ đạo cảnh của nhà họ Tần bắt đầu đánh nhau. Cách đó không xa, Lý Mục và Lão Nhạc nhìn nhau, nhà họ Tần này làm gì vậy? Đây không giống như là đang diễn trò. Đúng lúc này, Tần Thiếu đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, ông ta xoay người bỏ chạy. Ông ta biết, bất kể ông ta giải thích như thế nào, Đường tộc và Liên minh Trật tự cũng sẽ không tin. Thật ra, chính ông cũng không tin tưởng hai người này. Thấy Tần Thiếu muốn rút lui, Lý Mục sắc mặt lạnh lùng, giết. Vừa dứt lời, thiết kỵ binh Đường ra xông về phía đám người Tần Thiếu. Mà Liên minh Trật tự cũng ào ào xông đến. Tần Thiếu giống giận, giết ra ngoài. Nói xong, một hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn ta thổi quét ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.